Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 36. Chương 351, Hoàng tử Piano. Chuyện có vẻ bất thường. Buổi chiều tan học, ngoài cổng trường luôn xuất hiện vài học sinh có vẻ như ở trường khác. Đám học sinh này đa phần là quần thể nữ sinh, có nữ sinh mặc đồng phục thùng thình, che giấu cơ thể yêu kiều đang tuổi phát dục, sau ghi chữ tứ trung. Quần thể này tụ thành một nhóm, nghênh ngang đi vào nhị thập thất trung, cùng một số học sinh quen biết, trốn giờ ôn tập tối, nhưng lại lảng vảng quanh trường. Nhà ăn, thao trường, cổng trường đều thấy bóng dáng bọn họ tụ tập trò chuyện. Nhiều học sinh ngoài trường như thế xuất hiện tất nhiên là gây chú ý, ở giai đoạn này trốn ôn tập tối là chuyện thường tình. Nhưng ngang nhiên lôi kéo nhiều học sinh trốn học rồi lại còn lượn lờ quanh trường làm nhiều học sinh không nỡ trốn học mất cân bằng tâm lý, cực kỳ khó chịu. Gần đây Trương Phi Phi và Đường Vũ rất thân thiết, vốn Đường Vũ vốn có chút phản cảm với những nhân vật phong vân ỷ vào gia thế coi thường quy củ trường học như Trương Phi Phi. Cô cũng không ưa gì hành vi của rất nhiều đám con nhà giàu, song Trương Phi Phi thông minh ở chỗ rất biết che giấu những động tác nhỏ của mình trước mặt Đường Vũ. Trương Phi Phi biết Đường Vũ không thích một số hành vi của mình, cho nên sẵn lòng kiềm chế, cô chưa bao giờ có một người bạn khiến mình phải thu lại tính xấu của mình như Đường Vũ. Xung quanh toàn là người A-dua nịnh bợ cô, còn đám Trương Hiền, Trang Trí Vũ lại cùng một ruột. Cho nên tính cách nghiêm túc có phần khô khan của Đường Vũ làm Trương Phi Phi rất thích. Nghĩ lại đến chính bản thân Trương Phi Phi cũng cảm thấy ngạc nhiên không hiểu vì sao như thế, chẳng phải thường ngày mình hay chê bai học sinh chăm chỉ học hành không biết hưởng thụ lạc thú cuộc sống sao. Chẳng phải rất phản cảm với học sinh ưu tú suốt ngày được giáo viên lấy làm hình mẫu giáo dục sao. Nhưng một điều có thể khẳng định chắc chắn, làm bạn với Đường Vũ không có bất kỳ một áp lực nào, không phải lo lắng chuyện gì, không cần băn khoăn liệu mình có bị lợi dụng hay không. Chỉ có ở trước mặt Đường Vũ, cô mới có thể thoải mái tâm sự, giao lưu mà không phải đề phòng bất kỳ thứ gì. Ví như tương lai vào đại học, xã hội hỗn loạn, cô khó kiếm được người bạn như vậy nữa. Gần đây mình nghe được một số tin tức, đám nữ sinh tứ trung này có vẻ như mục đích bất thiện. Trương Phi Phi ghé tới gần hơn một chút, miệng vẫn ngậm thìa, mắt hướng về 4-5 nữ sinh tứ trung ở đầu kia, nói nhỏ với Đường Vũ. Hôm nay Tô Sán, Lâm Lạc Nhiên, Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ cùng đám Trang Trí Vũ ra sân đá bóng. Tùy tiện gọi mấy suất cơm hộp xử lý sau, Trương Phi Phi và Đường Vũ tới nhà ăn trước sau đó tới tụ họp. Mình cứ thắc mắc chuyện này là thế nào, vì sao đám nữ sinh tứ trung kia đột nhiên kéo nhau tới trường mình. Mấy ngày qua thiếu chút nữa mình còn tưởng tới nhầm trường mất rồi, chẳng lẽ nhà ăn ở tứ trung đóng cửa rồi hay sao? Một nữ sinh nói với vẻ bực dọc, quan hệ cạnh tranh giữa tứ trung và nhị thập thất trung được rất nhiều giáo viên dạy năm thứ ba tựa như vô tình truyền đạt cho học sinh, cho nên hai trường mỗi khi hoàn tất kỳ thi lớn, đều so bì một phen. Loại so kè trường kỳ này thời gian dài liền trở thành một loại văn hóa, rốt cuộc hai trường, bên nào hơn bên nào. Ở phương diện học thuật cùng với đủ các loại hoạt động ngoại khóa thì nhị thập thất trung có ưu thế cực lớn, nhưng thành tích thi đỗ của tứ trung còn cao hơn. Tỷ lệ 99,7% của tứ trung có thể nói toàn dung thành chỉ có một trường. Có điều tứ trung ở phương diện này dở chút thủ đoạn, tứ trung đăng ký một cái trung học dục tài rỗng ruột, dục tài và tứ trung ở trong cùng một cái trường. Nhưng đem toàn bộ học sinh tiến hành phân cấp, cao khảo thiếu điểm đều quy kết vào cái vỏ rỗng dục tài kia, thế nên tứ trung hưởng trái quả ngọt lịm. Nhìn từ bên ngoài, tỷ lệ thi đỗ tới 99,7% của tứ trung thực sự kinh người, riêng phương diện này thì nhị thập thất trung tỏ ra thua kém rồi. Đây là thủ đoạn mà một số trường trung học cao cấp ở Dung Thành hay dùng, nhưng mà rất kín đáo, ngay cả nhị thập thất trung cũng dùng thủ đoạn này, chẳng qua con số ít hơn mà thôi. Lãnh đạo trường học cần con số để tạo thành tích, học sinh muốn trường có vinh dự, nên những thứ này ai cũng mắt nhắm mắt mở, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại mà, đó là tâm lý chung của con người. Chỉ có điều tứ trung lạm dụng thái quá, cho nên nhị thập thất trung khinh thường thủ đoạn tranh đua giả dối này. Đang ở giai đoạn sắp cao khảo mẫn cảm như thế, đối thủ cạnh tranh lại xuất hiện ở địa bàn, đi nghênh ngang như cua, ai chả khó chịu.
Cái vòng tròn của Trương Phi Phi là nhóm học sinh tích cực nhất trong trường, cho nên các nguồn tin tức cũng rất nhiều. Trương Phi Phi nháy mắt cực kỳ thần bí với Đường Vũ, những nữ sinh này đều nhắm vào bạn mà tới đó. Một vài nữ sinh biết chuyện trước thì cười khúc khích với nhau, Đường Vũ cau mày lại nghi hoặc. Trương Phi Phi lườm mấy cô gái kia, ra hiệu họ im lặng, nói, nhìn cái bàn phía trước, đó là Vương Thiến Lâm, chỉ cần tin tức linh thông một chút là biết cô ta. Bên cạnh cô ta là Khúc Mộc Trác Nhã, đều là danh nhân trong câu lạc bộ thể dục của Tứ Trung, bọn họ tới đây là để nghe ngóng tin tức đường đường của chúng ta. Mình, Đường Vũ ngạc nhiên, liên quan gì tới mình chứ? Một nữ sinh khác nóng ruột hỏi, Đường Vũ, bạn có biết một nam sinh tên Lữ Tiên Minh không? Có những nữ sinh chưa biết chuyện che miệng, như đoán ra điều gì, Lữ Tiên Minh, bạn nói Lữ Tiên Minh sao? Rõ ràng đó là một cái tên khiến những cô gái ở tuổi mộng mơ phải mất ngủ. Trong đầu Đường Vũ hiện lên hình ảnh một nam sinh khuôn mặt thanh thoát, cao ngang với Tô Sán, luôn ăn mặc chảy chuốt gọn gàng. Cô sao có thể không biết Lữ Tiên Minh, Chu Dung là bạn lâu năm của mẹ cô, Lữ Tiên Minh là con trai của Chu Dung. Từ bé cô đã biết Lữ Tiên Minh rồi, trước kia sống ở hai nơi khác nhau, chỉ dịp lễ Tết gặp nhau vài lần, từ khi cô chuyển lên Dung Thành. Hai người họ nhiều cơ hội gặp nhau hơn, đều là giao lưu đàn piano, bọn họ có cùng giáo viên hướng dẫn. Lữ Tiên Minh có danh hiệu hoàng tử piano vì nhiều lần đoạt giải ở các cuộc thi piano lớn nhỏ. Thêm vào Chu Dung là tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng làm đẹp Thi Hoa Đường, nghe nói đầu tư cả vào Hồng Kông, Đài Loan, cha hắn là giám đốc sân bay Dung Thành. Gia thế không tầm thường, ngoại hình đẹp đẽ, tài năng nổi trội, thành hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái cũng không có gì là lạ. Ấn tượng của Đường Vũ với Lữ Tiên Minh rất tốt, ứng xử lịch thiệp đúng mực, không nói nhiều, không thích phô trương, rất hợp với tính cách của cô. Hai người họ thường trao đổi tâm đắc đàn piano, có nhiều tiếng nói chung, đương nhiên chuyện này không cần nói ra làm gì, mình có biết cậu ta. Trương Phi Phi tiếp tục nói, đó chính là nguyên nhân đám nữ sinh Tứ Trung tới đây, Lữ Tiên Minh là hoàng tử cấp quốc bảo ở Tứ Trung. Học sinh trường đó thường thường nói với người ngoài không phải mình học khóa mấy, mà là học khóa Lữ Tiên Minh là người ta biết rồi, có thể tưởng tượng cậu ta nổi danh ra sao. Cô gái hỏi Đường Vũ biết Lữ Tiên Minh không thấy Trương Phi Phi nói mãi không vào phần hấp dẫn nhất, lanh chanh chen vào, nghe nói ở cuối học kỳ trước, Lữ Tiên Minh đã công khai xác nhận cô gái trong lòng. Đó là Đường Vũ của nhị thập thất trung, thế là đám nữ sinh trường đó nổ tung truy tìm bạn, khi đó bạn vẫn còn ở Mỹ chưa về, bây giờ nghe ngóng được tin bạn đã về, vì thế mới tới thăm dò. Một số nữ sinh đờ người, có người càng không kịp được vọt miệng, Lữ Tiên Minh thích Đường Vũ sao? Hiển nhiên Lữ Tiên Minh là cái tên đủ khiến cả nữ sinh nhị thập thất trung quên cả mình học trường nào, trong lòng không khỏi chua chua. Đường Vũ cũng ngạc nhiên lắm, cô được chân truyền cách nhìn người của mẹ mình, theo cô thấy Lữ Tiên Minh không phải người như vậy, sao lại công khai để chuyện ầm ĩ như thế? Còn nói Lữ Tiên Minh thích mình thì Đường Vũ chẳng thấy lạ, cô có sự tự tin này. Chương 352, ai đứng đằng sau? Đấy là niên đại thần tượng Nhật Hàn còn chưa xâm chiếm trường học, song ở đất nước có tư tưởng sùng bái cá nhân này, sùng bái minh tinh các lĩnh vực cũng nhiệt tình không thua kém gì, ngược lại còn nóng hơn. Những nữ sinh Tứ Trung có cô mặc đồng phục, trông có vẻ buổi chiều trốn tiết tới đây, còn có một số mặc quần lửng áo thun ba lỗ. Vóc dáng dung mạo cực tốt, làm đám lang sói của nhị thập thất trung nhìn không chớp mắt. Đường Vũ thường ngày ít rời khỏi lớp học, tan học lại ra ngoài ăn cơm với Tô Sán, hành tung kín đáo. Hôm nay vì Tô Sán đi đá bóng, cùng Trương Phi Phi tới nhà ăn, nên bị phát hiện. Vương Thiến Lâm, Khúc Mộc Trác Nhã hai hoa khôi ở Tứ Trung đứng dậy đi về phía Đường Vũ, phía bên Trương Phi Phi lập tức đề phòng, nữ sinh xung đột với nhau còn căng hơn cả nam sinh. Ví dụ rõ ràng nhất là sự kiện tam giác quan hệ của Đường Vũ, Tôn Mạn và Tô Sán, thiếu chút nữa thành phong ba lớn cuốn toàn trường vào. Vòng xoáy. Bạn là Đường Vũ phải không? Bạn rất nổi tiếng đấy. Vương Thiến Lâm cười nói, Trương Phi Phi đứng đối diện với hai nữ sinh cao giáo xinh đẹp này. Vương Thiến Lâm, không ngờ học sinh ngoan ngoãn như cô mà cũng trốn học. Vương Thiến Lâm cười hì hì, tôi không bằng Trương Phi Phi, cô chơi đùa vui vẻ cũng vào được trường đại học hàng đầu. Tôi phải vùi đầu học tập phấn đấu vì mục tiêu. Thi thoảng trốn học thả lỏng một chút không được sao? Thời gian qua chỉ biết học tập nên hơi xa cách bạn bè, tới đây thăm bạn chút. Khúc Mộc Trác Nhã thấy Đường Vũ không nói gì thì hiểu lầm, cười đưa tay ra, đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà.
Mọi người cảm thấy hai nữ sinh có tiếng này xử sự không đơn giản, nắm chừng mực lão luyện đúng mực. Nhưng con mắt Đường Vũ nhìn ra cái khác, thái độ Khúc Mộc Trác Nhã nhìn cô giống như kiểm nghiệm một vật phẩm có hợp cách hay không. Sau đó mới đưa tay ra, làm Đường Vũ cực kỳ phản cảm, lạnh nhạt nói, tôi không quen hai bạn, xin lỗi. Sau đó đứng dậy bảo với Trương Phi Phi, ăn xong rồi, chúng ta đi về thôi. Hoàn toàn coi bàn tay đối phương đưa ra như thứ không tồn tại, giống như tính cách nhất quán của cô, những thứ Đường Vũ không vừa mắt đều là không khí, cứ thế cùng Trương Phi Phi bỏ đi. Khúc Mộc Trác Nhã không tỏ ra xấu hổ vì bị xem thường, thu tay lại khoanh trước ngực, nhìn theo bóng lưng Đường Vũ, cô nương này rất kiêu kỳ, không nể mặt người khác. Vương Thiến Lâm gật đầu, rất xinh đẹp, rất có khí chất, nhưng ứng xử kém quá, Lữ Tiên Minh thích cô ta chỉ vì vẻ bề ngoài đó thôi sao, thật là đáng thất vọng. Chuyện này ngay lập tức lưu truyền trong trường, những nữ sinh đang khó chịu vì lãnh địa bị xâm phạm càng nhiệt tình truyền bá Đường Vũ xem thường Vương Thiến Lâm và Khúc Mộc Trác Nhã. Hai nữ sinh nổi tiếng đó đại khái lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt mình. Đồng thời chuyện Lữ Tiên Minh công khai thừa nhận tình cảm với Đường Vũ cũng thành chủ đề nóng hổi. Bình luận thôi thì đủ các kiểu. Tại sao không phải là mình? Đường Vũ xinh đẹp, giỏi giang, gia thế tốt, giờ lại được cả Lữ Tiên Minh theo đuổi, có cần có hết mọi hạnh phúc trên đời như thế không? Nếu bọn họ tới với nhau sẽ thành một đôi đình đám nhất trong giới học sinh Dung Thành đấy. Thằng Tô Sán kia vênh lắm, giờ hay rồi, Tôn Mạn có ý với Dương Thừa, nếu Đường Vũ bị Lữ Tiên Minh cướp đi, thật muốn xem cái mặt nó thế nào. Lữ Tiên Minh, cái thằng công tử bột nghe nói hát hơi cũng được mẹ xì mũi cho ấy à? Đúng là nằm mơ, Đường Vũ mà thèm thích loại con trai đó à, Tô Sán ít nhiều còn ra dáng nam nhi. Khỏi cần nói đây là giọng của nam sinh ghen tị, lập tức có đám con gái hung hăng phản bác. Này không biết gì đừng có nói lung tung, đó chẳng qua là bọn con trai hẹp hòi các cậu ghen tị bịa ra bôi xấu cậu ấy thôi. Tôi gặp Lữ Tiên Minh rồi, không chỉ học giỏi, chơi đàn giỏi, cậu ấy chơi thể thao cũng rất xuất sắc, cậu chỉ biết ở đó, nói xấu người ta, không chịu nỗ lực, thật chẳng ra gì. Đường Vũ và Tô Sán đều không để chuyện này ở trong lòng, cô đã quá quen chuyện ai đó thích mình, nhưng trái tim cô lúc này bị Tô Sán lấp đầy. Tô Sán không còn phản ứng thái quá với mỗi nam sinh có ý đồ tiếp cận Đường Vũ nữa, vì y có đủ lòng tin vào bản thân, cũng như tin tưởng vào tình cảm của Đường Vũ. Thế nên mặc bên ngoài ầm ĩ, bọn họ vẫn sóng vai bước qua những đám đông xì xầm bàn tán. Không bao lâu sau, chuyện ngoài dự liệu xảy ra, Tứ Trung và Nhị Thập Thất Trung không hiểu vì sao bỗng nhiên liên hợp tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ hữu nghị cho năm thứ ba. Nghe nói là để học sinh giải tỏa áp lực học tập quá nặng nề mà Lữ Tiên Minh có mặt trong đội bóng rổ của Tứ Trung. Chiều hôm đó Nhị Thập Thất Trung chỉ học 2 tiết đầu, sau đó là chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Đội bóng của Tứ Trung đổ bộ với đội cổ động viên đông đảo, phần đông là nữ sinh, mẹ của Lữ Tiên Minh là Chu Dung cũng có mặt. Trước khi Lữ Tiên Minh tới, Chu Dung đi tìm Đường Vũ. Khi Lữ Tiên Minh biểu hiện ở sân bóng, Đường Vũ lễ phép ngồi bên cạnh Chu Dung, Chu Dung thân thiết trò chuyện với cô. Chu Dung mặc váy bằng tơ tằm cao cấp, đeo chiếc túi xách LV, xem ra đặc biệt trang điểm, cổ đeo vòng ngọc trai, hạt nào hạt nấy đều đặn tròn trịa bắt mắt. Trông như đi dự dạ tiệc long trọng nào đó, hoàn toàn không hòa hợp với không khí của sân bóng, vừa vỗ tay cổ vũ con trai trên sân bóng, vừa chú ý tới thái độ của Đường Vũ. Đến giờ nghỉ, Chu Dung khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện nước hoa, nữ trang, mở túi xách lấy một cái hộp nhỏ ra, dì vừa mới mua được cái vòng tay này, hợp với cháu lắm đấy. Trương Phi Phi ngồi cạnh hai người, là cô gái thông minh, sao chẳng đoán ra mục đích của Chu Dung, thấy cần phải giúp Tô Sán một chút rồi, liền xen vào. Dì Chu, dì thật bất công, cháu và mẹ cháu đều là hội viên vàng trong hiệu của dì, vậy mà dì chỉ tặng Đường Vũ, không tặng cháu, thế là không công bằng. Trương Phi Phi đã khéo, Chu Dung còn khéo hơn, tận dụng thời cơ nửa đùa nửa thật nói, Phi Phi, nếu như Tiên Minh nhà dì mà thích cháu thì dì đã tặng thứ này cho cháu rồi. Trong lòng Trương Phi Phi cực kỳ chấn động, bà ta có ý gì, sao bà ta nói thẳng ra như vậy, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ đại biểu nhà Đường Vũ cũng biết chuyện này, có ẩn tình gì đây, sau lưng có bàn tay lớn mà đám học sinh cao trung bọn họ không kháng cự nổi đang an bài tất cả. Đường Vũ hiển nhiên cũng nghĩ tới khả năng ấy, Chu Dung thể hiện quá mức danh chính ngôn thuận, nếu như nói có ai thúc đẩy đằng sau, chỉ có thể là người mẹ lạnh lùng của mình mà thôi. Chuyện quá mức đột nhiên không hề có chút dấu hiệu nào,
không có chuẩn bị làm bọn họ không biết ứng phó ra sao. Trương Phi Phi nhanh trí nói, à, Đường Vũ, tối nay kiểm tra môn số học đó, bạn còn phải tới chỗ thầy Tần chuẩn bị đề bài mà, cũng tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, bạn không nhắc thì mình quên đấy. Đường Vũ hiểu ý ngay, nói với Chu Dung, gì, cháu phải đi rồi. Trước mặt Chu Dung, hiển nhiên Trương Phi Phi và Đường Vũ còn non lắm, nắm lấy tay Đường Vũ, Chu Dung đeo đầy châu báu như nữ nhân dung tục. Nhưng cười đầy thâm ý, Đường Vũ, dì chẳng mấy khi có thời gian rảnh tới trường cháu đi ăn cơm với dì đi. Phía thầy giáo cháu không phải lo, dì rất thân với hiệu trưởng Đào, không ai làm khó cháu đâu. Chuyện này tin chắc mẹ cháu cũng đồng ý. Bề ngoài ưu tú của Lữ Tiên Minh quả không hổ danh hoàng tử, cướp mất không ít trái tim của đám nữ sinh. Nên cuộc thi đấu bóng rổ càng làm người ta sôi trào, càng gần cuối trận đấu, số người tới xem lại càng đông. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, chỉ là một bữa cơm. Lữ Tiên Minh tới nhị thập thất trung rồi, tin tức này lan truyền khắp trường, không ai không biết. Hệ thống tình báo của học sinh trong trường cũng nhanh chóng vận hành, rất nhanh có tin, người đứng sau tác thành trận đấu hữu nghị này chính là nữ doanh nhân có tiếng ở Dung Thành, mẹ của Lữ Tiên Minh. Càng có tin Chu Dung tới trường là để xem xét cô gái được Lữ Tiên Minh chú ý. Cô gái này là ai không phải rõ ràng sao? Chu Dung là bạn lâu năm của mẹ cô, Lữ Tiên Minh cũng là bạn cô, bọn họ tới đây là khách. Đường Vũ thực sự không kiếm được bất kỳ lý do nào chối từ, cùng mẹ con họ ra ngoài ăn cơm. Trương Phi Phi gấp rút đi tìm Tô Sán để báo cho y tin tức này. Theo mình thấy mẹ Lữ Tiên Minh hôm nay tới có dã tâm lang sói, tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản là mời Đường Vũ ăn cơm đâu. Lúc ở trong nhà thi đấu còn lấy ra một cái vòng tay đắt tiền định tặng cho Đường Vũ. Hơn nữa lúc mình muốn đi ăn cùng, bà ta lại bảo lần sau sẽ mời mình. Mẹ nó, thật là xôi máu mà, sau này không thèm tới cửa hiệu nhà bà ta nữa. Trương Phi Phi đã bao giờ bị ghẻ lạnh như thế, tức tới ngực muốn nổ tung, theo lý mà nói Chu Dung không thể nào đường hoàng tới đây tìm Đường Vũ như thế. Hơn nữa trực tiếp tặng cho Đường Vũ một cái vòng tay đắt tiền, chuyện này nếu không có cha mẹ Đường Vũ đồng ý, với cách giáo dục Đường Vũ được truyền thụ, cô sẽ không bao giờ nhận. Trước kia Tô Sán mua cho Đường Vũ một cái bút, Đường Vũ còn nhất định muốn trả lại tiền cho y. Chớp mắt toàn bộ máu trong người Tô Sán sôi lên, Chu Dung muốn làm cái gì đây, quan trọng nhất là mẹ Đường Vũ đứng sau lưng, rốt cuộc Mục Tuyền muốn làm cái gì. Lúc mình và Đường Vũ xuống máy bay, Mục Tuyền chủ động đưa y về, lúc chia tay còn tỏ ý rõ ràng nói nửa học kỳ cuối bọn họ học tập cho tốt. Chẳng lẽ câu nói đó chỉ vì để mình buông lỏng cảnh giác, bà ấy phòng bị mình tới mức đó sao? Tô Sán biết Mục Tuyền rất nhiều tâm cơ, nhưng dùng loại tâm cơ u ám đó đối phó với hai đứa học sinh, trong đó một người, còn là con gái mình, khiến cho Tô Sán thấy lòng ớn lạnh. Tô Sán càng nghĩ càng nổi điên, lửa giận như dung nham khuấy động lòng y chỉ trực bộc phát, hai mắt có tia máu màu đỏ. Rốt cuộc mình đã làm gì sai để Mục Tuyền không yên tâm như thế, khiến bà ta dùng thủ đoạn đối phó với kẻ địch chính trị nhắm vào mình. Đây là cách làm để con gái mình trải qua học kỳ cuối cùng của đời học sinh thật tốt đẹp đấy sao? Hơi thở Tô Sán trở nên nặng nề, tình hình y lúc này giống như cái đầu máy hơi nước phun khói mù mít nghiến qua đường tàu, tựa như thùng thuốc súng muốn nổ tung. Từ trước tới giờ Tô Sán không muốn xung đột chính diện với Mục Tuyền, bởi vì bà là mẹ của Đường Vũ. Mục Tuyền có suy nghĩ của mình, có băn khoăn lo lắng ở góc độ của một người mẹ, Tô Sán hiểu và rất tôn trọng Mục Tuyền. Nhưng rõ ràng hành động này chứng tỏ Mục Tuyền mất đi khống chế rồi, dục vọng kiểm soát quá lớn đã khiến Mục Tuyền lạc lối, cứ tiếp tục thế này, Mục Tuyền sẽ làm cuộc sống của Đường Vũ đảo lộn. Tô Sán vẫn nhớ Chu Dung, bà ta có mặt trong tiệc sinh nhật 18 tuổi của Đường Vũ, những người có mặt ở bữa tiệc đó đều rất thân thiết với Đường gia. Là nữ doanh nhân rất có ảnh hưởng, chẳng lẽ Mục Tuyền muốn tranh thủ sức ảnh hưởng sau lưng của Chu Dung cùng với gia đình bà ta sao? Cơn giận trong lòng Tô Sán càng bốc cao, giống như lũ phá đê, không còn gì kiềm nén được nữa, mà y cũng không muốn kiềm nén cơn giận của mình. Nếu như không có con đường phát tiết, Tô Sán cảm thấy mình nổi điên mất. Hai mắt phun lửa, giọng Tô Sán cực kỳ đáng sợ, bọn họ đi đâu? Trương Phi Phi không ngờ Tô Sán thường ngày mình có thể thoải mái trêu đùa khi nổi giận khí thế kinh người như vậy,
theo bản năng lùi lại một bước, dè dặt đáp, hình như là nhà hàng Dân Sơn, Tô Sán, cậu đừng kích động, bây giờ cậu tới đó thì làm được gì, một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ Chu Dung còn ăn thịt được Đường Vũ hay sao? Chỉ cần Đường Vũ không chịu thì người khác làm gì được chứ? Lâm Chí Vũ cũng khuyên nhủ, Tô Sán, bình tĩnh lại đã, chúng ta đợi Đường Vũ về, hỏi ngọn ngành ra sao rồi tìm cách ứng phó. Nhà Chu Dung và nhà Đường Vũ chắc chắn có liên hệ, cậu can thiệp vào là không danh chính ngôn thuận, làm cha mẹ Đường Vũ phản cảm đấy. Tô Sán biết Lâm Chí Vũ nói như vậy là chính xác, nhưng lúc này y không đợi được, khoác cặp lên vai, mình biết phải làm thế nào. Đúng là chỉ một bữa cơm thôi, nhưng Tô Sán có thể thông qua bữa cơm này tuyên bố gì đó với nữ nhân thao túng đằng sau. Cho bà ta thấy ý chí của mình, y quyết không để một ai làm nhiễu loạn cuộc đời của Đường Vũ, vì hơn ai hết, y biết hậu quả đáng sợ như thế nào. Chỉ có một người không can Tô Sán, ngược lại ánh mắt còn trở nên óng ánh. Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sán quá yếu thế trước Đường Vũ, mất cả bản sắc nam nhi, cô vốn thích con trai là phải mạnh mẽ khí phách, nên cô thất vọng nhìn thấy Tô Sán như vậy. Thời gian qua cô thường xuyên mỉa mai đả kích Tô Sán là vậy, nhưng giờ thì cô biết rồi, không phải vì Tô Sán mất bản thân, mất cá tính, vì yêu nên mới nhường nhịn Đường Vũ, đó là yêu chiều. Tô Sán vẫn là chàng trai khiến cô rung động ở Hạ Hải. Nếu lúc ở Hạ Hải mình dứt khoát hơn, có lẽ chuyện đã khác rồi, không phải chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy vui cười bên cô gái khác. Mình điểm gì thua Đường Vũ chứ, giờ còn chưa muộn. Ý nghĩ ấy như hạt giống vùi trong lòng đất lâu ngày phá lớp vỏ chui ra, mặc dù Lâm Lạc Nhiên cố ép nó xuống nó vẫn như gặp được mưa xuân ấm áp, nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. Không được, bây giờ cậu ấy chỉ có Đường Vũ, bất kỳ người nào xen vào giữa chỉ khiến cậu ấy phản cảm, giống như tình hình bây giờ, Lâm Lạc Nhiên cố gắng tiêu diệt ý nghĩ này. Nhưng càng như thế, cái ý nghĩ đó càng trở nên rõ ràng, làm cô hoảng loạn. Mình phải làm sao bây giờ? Cái đèn pha lê lớn tỏa ra ánh sáng dịu dịu như ngọc, cửa sổ được che bằng tấm rèm lớn màu vàng gạo, âm nhạc nhẹ nhàng du dương. Căn phòng không lớn quét vôi màu trắng ngà tạo nên một bầu không khí êm ấm thoải mái, nhưng Đường Vũ chẳng thấy thoải mái hay êm ấm gì cả. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà thôi. Đường Vũ luôn trấn an cô mình như thế, thức ăn trên bàn đều hết sức tinh xảo, rất hấp dẫn, nhưng Đường Vũ chẳng hề muốn ăn. Trước mặt là Chu Dung, bên cạnh bà ta là Lữ Tiên Minh, nam sinh này vẻ ngoài đẹp trai thanh thoát, thực sự thu hút con gái, nhất là đôi mắt như biết nói biết cười kia, muốn hút hồn người. Lữ Tiên Minh biểu hiện trước mặt Đường Vũ rất tốt, nói chuyện hài hước, làm Đường Vũ cảm thấy bữa cơm này cũng không đến mức quá khó nuốt, không cần nghe những câu nói mang toàn dụng tâm ẩn ý của Chu Dung. Cũng không cần nghiền ngẫm hàm nghĩa sau những câu nói đó là gì, nhưng Đường Vũ lại không thể không suy ngẫm tâm thái của mẹ mình đằng sau bữa cơm này là gì. Ngồi ở phía đối diện Đường Vũ, Chu Dung híp mắt cười nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ trò chuyện. Đường Vũ mặc áo sơ mi trắng ngà có chấm hoa nhỏ li ti. Trang không có chút tạp chất nào, nổi bật khí chất độc đáo, làm cô càng thêm tĩnh lặng thấm mát lòng người, làn da trắng sáng như ngọc. Cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ như anh đào, mái tóc ngắn dùng tấm vải hoa thắt nơ bướm buộc gàng thành đuôi ngựa đáng yêu. Không cần y phục xa hoa vẫn toát lên vẻ trang nhã tú lệ, thể hiện giáo dục tốt đẹp cùng gia thế không tầm thường. Đúng là cô bé khiến người ta càng ngắm càng yêu. Chương 354, vẫn còn cháu đây. Đường Vũ lại chẳng có tâm trạng tốt đẹp như Chu Dung. Cô đã ăn xong, nhưng người lớn chưa lên tiếng, cô lễ phép chưa rời bàn ăn. Đưa cánh tay trắng ngần quay tròn cái thìa sứ dùng để múc canh, cô rất ít khi trực tiếp thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình, nhưng lần này cô phải nhắc Chu Dung nên nói tới trọng điểm rồi. Lữ Tiên Minh luôn chăm chú theo dõi phản ứng của Đường Vũ thấy vậy liền không nói nữa, ngồi đàng hoàng ngay ngắn. Chu Dung mỉm cười lại đem cái vòng tay phỉ thúy lúc nãy đặt lên bàn. Cái vòng tay này chẳng phải đồ gia bảo gia truyền gì, nó đơn giản chỉ là một món quà, là cái vòng tay trung phẩm thôi. Giá không quá 100.000, đó là đánh giá của Đường Vũ. Màu xanh lục nhạt, tạo hình tinh tế thanh nhã, hợp với làn da mịn màng của Đường Vũ, là cái vòng tay đẹp vô cùng. Chuyện là thế này Đường Vũ ạ, Tiên Minh nhà dì thích cháu, chuyện này cháu cũng biết rồi, dì không nói gì cả, cũng không yêu cầu cháu điều gì. Tình yêu vốn là tự do mà, thế hệ dì đây bị gia đình an bài hại khổ rồi, cho nên muốn người trẻ tuổi bọn cháu được tự do lựa chọn, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Chu Dung cười hòa nhã,
Dì cũng đã nói chuyện với mẹ cháu nói để các cháu phát triển tự nhiên, dì rất tán đồng, tình cảm cần từ từ bồi dưỡng mà. Cháu cứ yên tâm, dì sẽ không yêu cầu cháu phải có cái gì đó ngay bây giờ, cháu và Tiên Minh còn nhỏ, có cả tương lai dài phía trước, cứ từ từ phát triển, không phải vội. Chuyện chỉ có đơn giản như thế thôi, các cháu sắp kết thúc thời cao trung rồi, Đường Vũ, cháu muốn đi đâu học, học ở trường nào? Cháu cứ nói cho dì biết, dì sẽ an bài hai đứa cùng trường, cho dù cháu muốn đi du học cũng được, nước Mỹ hay là nước Anh. Phong cảnh Vancouver, Canada cũng không tệ, những chuyện này cứ giao hết cho dì lo liệu, cháu không cần bận tâm gì hết. Cháu nói đi, cháu muốn học trường nào, nên chuẩn bị từ ngay bây giờ, tới lúc đó sẽ ổn thỏa hơn. Đường Vũ sớm đã đoán được chuyện này rồi, chỉ không ngờ Chu Dung lại nói với mình bằng giọng điệu hiển nhiên như vậy, lại còn cả cái vòng phỉ thúy kia. Dì ấy coi mình là cái gì chứ? Cô cực kỳ ghét bị người ta coi mình như cô gái xinh đẹp ngốc nghếch so với vẻ bề ngoài của mình. Đường Vũ càng kiêu ngạo vì trí tuệ của bản thân, ngực hơi phập phồng, dứt khoát hỏi, dì, câu nói này là của dì, hay là mẹ cháu bảo dì nói? Chu Dung cười nhẹ, có chút thiếu nghiêm túc, Đường Vũ à, dì biết hiện giờ ở trong trường cháu rất được hoan nghênh. Có một số nam sinh không biết trời cao đất dày theo đuổi cháu, nhưng cháu ngàn vạn lần đừng có mê muội. Cháu nên nhớ, nữ nhân chúng ta yêu đương kết hôn, chẳng phải để tìm kiếm một chỗ dựa hay sao? Có được cái giường êm ấm, một căn nhà rộng lớn, có nam nhân ưu tú biết yêu thương chăm sóc mình. Dì lấy tư cách người từng trải nói với cháu câu này, hãy chọn nam nhân yêu mình, đừng chọn nam nhân mình yêu. Nữ nhân mà, chẳng phải theo đuổi cuộc sống nhàn nhã sung sướng sao? Tuổi xuân người phụ nữ ngắn ngủi lắm, chúng ta phải dùng mỹ phẩm giữ gìn làn da, dùng phấn che giấu đi nếp nhăn, tìm mọi cách níu giữ thanh xuân mỹ lệ. Nhưng nếu như mỗi ngày cháu phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, một đồng hận không thể bẻ làm đôi dùng, lo sống chưa hết. Nói gì tới hưởng thụ, nói gì tới giữ gìn thanh xuân, thoáng cái tuổi xuân đã qua lúc nào không hay, tới lúc đó hối hận đã muộn rồi. Cháu nghĩ xem chàng trai kia có thể cho cháu những thứ đó sao? Lữ Tiên Minh trầm mặc không nói gì, hắn không nghĩ mẹ mình lại trực tiếp nói chuyện này như thế, cười áy náy với Đường Vũ, nhưng Đường Vũ không nhìn hắn. Đường Vũ lắc đầu, dì, chẳng lẽ dì không biết trên đời này có một thứ gọi là tiềm lực sao? Nếu là nữ sinh bình thường, Chu Dung sẽ không tốn công nói những lời này, chỉ cần âm thầm an bài là đủ, với cô gái đặc biệt như Đường Vũ cần phải lấy lý lẽ thuyết phục. Bà ta tin bao năm kinh nghiệm của mình, dù Đường Vũ thông minh nhưng non nớt lắm, bà ta có thể thuyết phục được. Minh chứng rõ ràng nhất là Đường Vũ bình tĩnh tranh luận lý lẽ với bà ta, thế là đã thành công một nửa rồi, Chu Dung ung dung cầm cốc trà lên uống. Tiềm lực không đại biểu cho thực lực, đất nước chúng ta không thiếu nhất là nhân tài không có nghĩa là sẽ thành tài, tài năng không phải tất cả. Dì biết cháu là cô bé giỏi giang, dì cũng biết cháu xem thường mấy thứ này. Cho nên dì mới càng nhìn ra cái tốt của cháu. Dì biết, bắt cháu đưa ra một số quyết định khả năng sẽ thống khổ. Nhưng cô bé thông minh như cháu sẽ có trí tuệ lựa chọn cuộc sống. Cháu chắc là hiểu được đạo lý, với một số việc, nhanh gọn dứt khoát sẽ tốt cho tất cả mọi người. Lữ Tiên Minh thầm tán thưởng mẹ mình thật lợi hại, một phụ nữ có thể điều hành hơn 30 cửa hiệu làm đẹp sao có thể tầm thường. Chu Dung là phụ nữ rất biết thuyết phục người khác, hiện giờ bà ta như con rắn dụ dỗ Adam, Eva cắn quả táo, tuy nói ví dụ này không được thỏa đáng lắm. Song lời bà ta nói là cũng là một loại chân lý, phối hợp với thần thái giọng điệu có một ma lực khiến người ta không sinh ra được ý chí đề kháng. Dưới đại sảnh xa hoa, Đường Vũ nhíu mày trầm tư, có vẻ những lời của Chu Dung khiến cô suy ngẫm. Chu Dung cười thầm trong lòng, tiếp tục nói, cháu khác những nữ sinh ảo tưởng ngốc nghếch kia, dì biết cháu nhất định biết suy nghĩ cho tương lai của mình, biết được con đường nào thích hợp với bản thân. Ôi phụ nữ chúng ta dù không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải suy nghĩ cho con cái sau này, nhìn con cái người khác có được sự giáo dục tốt nhất. Còn con mình phải vào trường bình thường, chịu đựng giáo viên bất mãn vì đồng lương còng cõi nên chút giận lên con cái chúng ta. Những đứa trẻ con nhà giàu có thì được quần áo giày dép đẹp nhất, có món đồ chơi mình yêu thích, có cuộc sống vật chất đầy đủ. Còn con mình thì tới ngày lễ Tết mới có món quà nhỏ nhoi. Có người phụ nào có thể nhìn đứa con mình mắc bệnh chỉ có thể được truyền nước trong gian phòng khám rách nát, không thể đưa tới bệnh viện tốt nhất. Đó thực sự là chuyện tàn nhẫn, ai lại muốn chuyện tàn nhẫn đó rơi lên đầu mình. Những lời của Chu Dung rất lợi hại,
bà ta trải qua hết rồi, nhìn thấu thế sự tang thương, nói thấu tim người. Chu Dung nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Vũ đang run run, có lẽ đang đấu tranh nội tâm dữ dội, nhân lúc Đường Vũ dao động, định đoạt luôn, dì biết cháu không phải là thiên kim mỗi ngày, chỉ biết ở nhà chăm chồng dạy con, cháu là cô bé có hoài bão, dì rất ủng hộ cháu tiếp tục học cao hơn, cháu muốn ra nước ngoài, dì có thể tìm kiếm ngôi trường thích hợp nhất cho cháu. Học xong rồi, đã sẵn sàng sâu khấu lớn cho cháu thi thố tài năng, hiện giờ thi Hoa Đường đã lên thị trường chứng khoán, bước tiếp theo dì muốn tiến ra nước ngoài, tới Nhật Bản, Hàn Quốc. Đến lúc cháu học xong, là lúc dì muốn rút lui hưởng thụ cuộc sống an nhàn rồi, tất cả sẽ là của cháu. Không có bà mẹ chồng hào môn nào lại nói những lời này với con dâu, một khi nói ra uy lực cực lớn. Cũng cho thấy mức độ coi trọng của Chu Dung với Đường Vũ thế nào, ngay cả Lữ Tiên Minh ở bên cạnh cũng phải chấn kinh. Chu Dung cảm thấy gần đủ rồi, những lời này đủ khiến một cô gái thông minh lý trí phải biết lựa chọn ra sao, ngả lưng vào ghế. Thoải mái nói, cháu hỏi dì câu này có phải do mẹ cháu bảo dì nói không? Có lẽ vậy, nói thế cũng đúng, mà nói không phải cũng được. Bà ta nhìn Đường Vũ hơi cúi đầu, ngực Đường Vũ phập phồng lên xuống, những lời vừa rồi làm tâm tình cô rất kích động. Đường Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định làm Chu Dung giật mình ngồi thẳng dậy. Dì Chu, nếu như là mẹ cháu nhờ dì truyền đạt những lời này, vậy xin dì hãy nói lại cho mẹ cháu. Cho dù sau này nam nhân của cháu không có tiền cho con cái vào trường học tốt nhất, cho dù anh ấy không có tiền thuê căn phòng đủ tiện nghi, cho dù anh ấy không thể mua cho cháu mỹ phẩm trang sức đắt tiền, cho dù con cháu bị bệnh mà anh ấy không có tiền đưa nó tới bệnh viện hàng đầu, cho dù nam nhân của cháu không có năng lực sinh tồn ở cái xã hội này. Giọng Đường Vũ vút cao khiến nửa nhà hàng nghe thấy được, thì vẫn còn cháu đây. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355, vẫn còn đánh giá thấp. Chu Dung kinh ngạc nhìn Đường Vũ không nói được lời nào, Lữ Tiên Minh thì không khác gì trúng một cú đấm mạnh. Tay Đường Vũ đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, làm cô hoảng sợ kêu á một tiếng, vừa mới quay lại liền nhìn thấy Tô Sán đang thở dốc. Mồ hôi chảy ròng ròng từ tóc mai, nhưng nụ cười ấm nồng, kéo tay cô nói, giờ ôn tập tối đến rồi, còn không đi là muộn đấy. Thời khắc đó nhìn thấy Tô Sán, làm Đường Vũ có cảm giác như muốn bật khóc vì hạnh phúc, mũi ửng một tiếng như làm nũng, gật đầu muốn đứng dậy đi theo y. Chu Dung nhận ngay ra Tô Sán. Ấn tượng vốn đã không tốt, hành vi của Tô Sán trong mắt bà ta là cực kỳ vô lễ thiếu giáo dục, tức thì cơn giận bùng lên, nhà hàng này có phải là ai cũng vào được không hả? Đâu ra thằng lưu manh xông vào bàn cơm của tôi cướp người như thế này, có buông tay ra không, nếu không tôi gọi bảo vệ ném ra ngoài, bắt vào đồn công an ngồi mấy ngày. Tô Sán kéo Đường Vũ ra đằng sau lưng, vừa rồi ấm áp vì một câu nói của Đường Vũ bao nhiêu thì lúc này đối diện với Chu Dung khuôn mặt đáng sợ bấy nhiêu, nhìn thấy cái vòng phỉ thúy đặt trên bàn. Nhớ lại lời Trương Phi Phi đã nói, cầm lên hỏi, cái vòng tay này là của bà hay là gì Mục nhờ bà tặng? Chu Dung giận tới run lên, giỏi, giỏi, mày còn muốn cướp đồ à, bỏ xuống, có biết giá trị cái vòng đó đủ mày vào nhà tù mấy lượt rồi không? Thứ vô giáo dục. Tô Sán cầm cái vòng lên ném mạnh xuống đất, một tiếng trong trẻo vang lên, vòng tay phỉ thủy vỡ vụn, mảnh vỡ đẹp đẽ này tanh tách trên sàn nhà trắng, bắn đi thật xa. Bao nhiêu tiền tôi đền bà, lần sau muốn tặng Đường Vũ của tôi, đừng tặng món đồ rẻ tiền như vậy. Nếu như có người nhờ bà tới, nhờ bà chuyển lời, rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Nếu như thực sự muốn tốt cho con cái của mình, xin để họ có được không gian tự do thanh tịnh trong nửa học kỳ cuối cùng này. Sau đó Tô Sán kéo Đường Vũ bỏ đi, Đường Vũ nào còn khí thế nữ cường nhân vừa rồi, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, thân hình yêu kiều lai động, đuôi ngựa đung đưa, nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Quản lý nhà hàng giờ mới kịp chạy tới, bà Chu, có cần chúng tôi đuổi theo chặn lại không? Không cần. Người lên tiếng lại là Lữ Tiên Minh, chuyện vừa rồi làm sĩ diện của một thằng con trai bị xúc phạm nặng nề. Hành động của Đường Vũ so với thẳng thừng từ chối, hoặc tát thẳng vào mặt hắn còn tệ hơn, ông lui ra đi. Quản lý thở phào, ông ta ra mặt vì bất đắc dĩ thôi, Chu Dung là khách hàng lớn nhiều ảnh hưởng, ít nhiều ông ta phải tỏ thái độ, thực lòng không hề muốn liên quan vào chuyện này. Lữ Tiên Minh mặt tím tái, mẹ, con không cần cô ta, mẹ đối tốt với cô ta như vậy,
cô ta lại không biết điều, cô ta ngu ngốc tự đại hơn con nghĩ, kệ cô ta theo cái thằng vô lại đó. Con trai mẹ đâu phải không tìm được nữ nhân tốt. Con đừng nóng, Đường Vũ chỉ bị ảnh hưởng bởi thằng nhãi láo toét kia mà thôi, tin mẹ đi, Đường Vũ là cô gái tốt nhất cho con. Chu Dung đã bình tĩnh lại, xua tay nói, thực ra hoàn toàn ngược lại, mẹ đã nghĩ mình đánh giá Đường Vũ rất cao rồi, không ngờ mẹ vẫn còn là đánh giá thấp cô bé này. Con bé mạnh mẽ sâu sắc hơn mẹ nghĩ, song mẹ vẫn có thể thuyết phục được nó, yên tâm, mẹ đã rút kinh nghiệm, không có lần thứ hai nữa. Lữ Tiên Minh không phản đối nữa, hắn đã quen được mẹ mình sắp xếp mọi chuyện rồi, lòng thầm nghĩ, đợi khi mẹ thành công, mình nhất định trả thù gấp bội sỉ nhục ngày hôm nay. Tô Sán và Đường Vũ rời nhà hàng, không quay trở lại trường học nữa, cả hai đều không nghĩ tới chuyện học hành vào lúc này. Đi qua con đường vắng người, Tô Sán vừa định quay lại thì Đường Vũ rụt tay ra, ôm lấy y từ đằng sau. Đường Vũ dán sát mặt vào lưng Tô Sán, như nỗ lực hấp thu loại cảm giác ấm áp này. Dù vừa nãy trước mặt Chu Dung, Đường Vũ thể hiện mặt mạnh mẽ của mình, nhưng Chu Dung không phải mấu chốt vấn đề, đáng sợ nhất vẫn là người ở đằng sau thao túng. Những chuyện này, đó là mẹ cô, đối diện với mẹ mình, Đường Vũ không biết liệu mình còn có thể mạnh mẽ được nữa hay không, dù có thì liệu có thể chống đỡ người mẹ đáng sợ của mình được bao lâu. Nếu hôm nay Tô Sán không xuất hiện, chỉ sợ rằng lúc này cô chạy tới chỗ không người, co mình lại một góc khuất, lủi thủi ngồi khóc. Nhưng Tô Sán đã tới tiếp thêm cho cô sức mạnh, cho cô thêm niềm tin. Sao hôm nay lại thành thực như vậy? Một lúc sau ổn định lại tâm tình, Đường Vũ nhẹ giọng nói, chỗ này vắng người, chỉ sợ không kiềm lòng được làm gì đó, tiểu Đường Vũ càng ngày càng mê người rồi. Tô Sán quay người lại, ôm thân thể mềm mại của Đường Vũ vào lòng. Mặt Đường Vũ hơi đỏ lên. Chúng ta vẫn còn ở bên nhau mà, không việc gì phải vội phải không? Tô Sán nhìn hai mắt ươn ướt của Đường Vũ, không khỏi đau xót, nắm lấy hai bàn tay của cô, đưa lên miệng hôn nhẹ. Đường Vũ gật đầu khẳng định chắc chắn, sau khi đưa Đường Vũ trở về, Tô Sán gọi điện cho Vương Thanh, kể hết sự việc xảy ra ngày hôm nay. Sau đó cúp điện thoại chờ đợi, một lúc điện thoại vang lên, nhấc điện thoại, đầu kia chuyển tới giọng nữ rất có sức hút. Văn phòng luật sư Hải Lực Đạt ở Thượng Hải là cố vấn luật pháp cho đôn hoàng của chúng ta. Luật sư đứng đầu Đường Lập là luật sư có tiếng trong nước, có nhiều thành công ở vụ án tố tụng dân sự, làm cả giảng viên ở Đại học Phục Đán, có thể xếp vào hàng ngũ 100 luật sư danh tướng nhất trong nước. Đôn Hoàng và văn phòng luật Hải Lực Đạt hợp tác là do Nhâm Oánh làm trung gian. Nếu như đối phương muốn dựa vào cái vòng phỉ thủy đó để giở trò, cậu chỉ cần giữ thái độ không biết gì là được, còn lại cứ để cho tôi. Vương Thanh dừng lại một chút, có điều, cậu cũng có lo xa quá mức không? Đối phương chưa chắc có động tác lớn như vậy, cậu chỉ là học sinh cao trung thôi. Đề phòng trước vẫn hơn mà. Chuyện liên quan tới cả Mục Tuyền, Tô Sán không dám có chút thiếu cảnh giác nào. Mạng lưới quan hệ sau lưng Nhâm Oánh cực rộng. Có điều cô ấy có vẻ không muốn nhắc tới gia đình mình. Lần này nếu không phải cậu có chuyện, thì tôi cũng không biết cô ấy là thân thích của luật sư Đường Lập đâu. Vương Thanh cười hì hì, mà chuyện có thể xấu tới đâu được, cùng lắm không đi học nữa. Về Đôn Hoàng làm ông chủ chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ Đôn Hoàng có nhiều mỹ nữ lắm nhé, váy đồng phục lại còn rất là ngắn này, đại thiếu gia cậu tha hồ hưởng phúc. Tôi chỉ cần một cô gái biết nấu nướng, biết chăm sóc người ta như chị là đủ rồi. Mồm mép, đúng là có bạn gái rồi có khác, miệng rất ngọt. Vương Thanh bĩu môi, tôi chẳng dại nghe lời phỉnh phờ của cậu, bạn gái cậu xinh đẹp như thế, tôi sao so được, thôi tôi cúp máy đây. Nana đang đợi cùng đắp mặt nạ. Có một quãng thời gian vì nhiều sự thay đổi mà quan hệ của bọn họ có chút lúng túng, bây giờ cả hai đều đã xác định đúng vị trí mình nên có, điều chỉnh lại trạng, thái, lại thân thiết như xưa, nói đùa với Vương Thanh một lúc, Tô Sán cúp điện thoại, thở hắt ra, thế này có phải tính là đã đối đầu với Mục Tuyền rồi không? Chu Dung không phải là phụ nữ tầm thường, mình đập vỡ cái vòng kia cũng hơi kích động, rất có thể bị lý giải là muốn thị uy với người đứng đằng sau. Nếu như đối phương muốn lấy chuyện này triển khai cái gì, sau lưng Tô Sán không có chỗ dựa, có thể thông qua trường học, thông qua luật pháp, khiến cho con đường tương lai của y gặp vấn đề, tổn thương tới gân cốt. Chương 356, sớm muộn cũng phải đối diện. Thế nên Tô Sán phải chuẩn bị sẵn sàng trận tuyến phòng ngự, y có đủ tự tin đón tiếp sự công kích của Chu Dung, nhưng nếu Mục Tuyền không nhịn được ra tay,
Tô Sán không thấy có chút bảo hiểm nào cả, nói không chừng phải kéo cả Vương Uy Uy vào, nhờ cậy tới lực lượng của Vương Bạc. Mục Tuyền là cục trưởng cục tư pháp, nếu như muốn điều tra bối cảnh gia đình của mình, hẳn sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu như Mục Tuyền vì mình mà làm gì đó, chỉ cần bà tỏ chút thái độ không hài lòng với cha mình, cái hàng không mẫu hạm kiến trúc đại dung kia ít nhiều chịu ảnh hưởng. Cha mình thăng tiến nhanh như vậy, vẫn còn không ít kẻ không phục hoặc muốn phá đám, tới lúc đó cha ảnh hưởng, tác động tới cả gia đình. Mà đó mới chỉ là thủ đoạn công khai, Mục Tuyền âm thầm làm điều gì, có khi chính mình không biết được. Hay là ít nhiều nên thể hiện quan hệ của mình với Vương Bạc, ít nhất là Mục Tuyền có chút kiêng kỵ, nhưng tới lúc đó thì thành lớn chuyện rồi. Khó điều hòa được nữa, dù sao đó là mẹ vợ tương lai của mình, quan hệ quá căng Đường Vũ cũng không vui. Càng nghĩ Tô Sán càng chỉ biết vò đầu bứt tóc, sao lại tới mức đó cùng Mục Tuyền đối địch chính diện như thế này, y muốn điên cái đầu. Nhưng nếu như đối phương dùng thủ đoạn cực đoan với một thiếu niên 18 tuổi, vậy đại biểu đối phương là kẻ tàn nhẫn vô lương tâm rồi. Tô Sán dù có bao nhiêu sự bất thường, dù y có là yêu quái mang hai linh hồn chăng nữa, về tình cảm y cũng chỉ là con người bình thường thôi. Cũng có hỉ nộ ái ố, nếu như đối phương độc ác tấn công mọi thứ y vất vả gây dựng, y sẽ phản kích, bất kể thân phận và mục đích của đối phương là gì. Tô Sán cũng cần có thứ bảo vệ, trên đời này không phải lúc nào cũng có thể vẹn toàn mọi mặt, hẳn Đường Vũ sẽ thông cảm cho mình. Lữ Tiên Minh và Chu Dung tới nhị thập thất chung có lẽ ở trong mắt một vài người sẽ thành trò cười, thành đề tài đàm tiếu hoặc bị thổi phồng, hoặc bị một số hâm mộ, ghen tị vì hắn được mẹ mình an bài cho tương lai phủ gấm. Nhưng qua sự kiện ngày hôm đó, tất cả quay trở lại trầm tĩnh, Lữ Tiên Minh cũng nhắc tới kết quả chuyến đi của mẹ mình ngày hôm đó. Có điều với người hiếu sự không liên quan mà nói, nếu như Lữ Tiên Minh của Tứ Trung và Đường Vũ của nhị thập thất Trung trở thành một đôi sẽ là câu chuyện đẹp. Ở Trung Quốc, trai tài gái sắc xưa nay là luôn là phối hợp đương, nhiên nhất trừ môn đăng hộ đối. Huống hồ Lữ Tiên Minh không chỉ có tài mà còn đẹp trai, Đường Vũ không chỉ xinh đẹp mà còn ưu tú, còn gì xứng hơn nữa. Còn Tô Sán, gần như tuyệt đại đa số học sinh nhị thập thất Trung không đánh giá cao y, Tô Sán lấy gì để so với Lữ Tiên Minh. Rất nhiều người ghét Tô Sán còn mong đợi ngày thấy Đường Vũ và Lữ Tiên Minh thành đôi thành cặp đi qua trước mắt y. Chuyện này chỉ ồn ào chủ yếu năm thứ nhất và năm thứ hai, còn năm thứ ba với đống bài tập, bài kiểm tra ùn ùn kéo tới. Sáng sớm ôm đống sách dày vào phòng, vừa ngẩng đầu lên thì đã trưa rồi, ăn cơm tối chẳng còn nhớ chưa ăn gì, tiếp tục vùi đầu vào học. Người thực sự quan tâm rất ít. Trương Phi Phi nghe cả quá trình sự việc, gật đầu thở dài, trước đó tôi chỉ lo làm lớn chuyện lên thì gia đình các bên can dự vào. Có điều nếu như chuyện đã đi tới mức này cũng không cần sợ gì nữa. Mụ Chu Dung đó thực là đáng ghét, cậu làm thế coi như xả hận cho tôi rồi. Sinh ra được một thằng con mặt trắng thì đuôi vểnh lên trời, hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho hắn. Nếu đổi lại lúc đó là tôi, đừng nói đập cái vòng, có mà tôi hất luôn bát canh vào mặt mụ ta rồi. Sao nào, giỏi thì tới đây mà kiếm chuyện, kiện đi, truy cứu trách nhiệm pháp luật đi, tưởng ở Dung Thành này chỉ có mỗi mụ ta thôi à, xem ai thắng được ai. Vương Uy Uy trầm ngâm gật đầu, từ sau lần xung đột với Trương Phi Phi, đây là lần đầu hắn tán đồng lời cô nói, không cần quá lo, nếu bên đó có hành động gì thì tôi cũng sẽ không đứng ngoài. Muốn thông qua trường học gây áp lực không có khả năng lắm đâu, hiệu trưởng Thái là người công chính, đạo đức, sẽ không làm chuyện ảnh hưởng tới học sinh. Trương Hiền xoa xoa tay, thầy Thái không làm gì, nhưng không đại biểu các giáo viên khác có tố chất cao như thế, không thể làm gì lớn. Nhưng làm khó Tô Sán thì họ có rất nhiều cách, cho bọn họ làm gì thì làm, sợ gì chứ. Cùng lắm chúng ta cổ động toàn bộ huynh đệ bỏ học, tạo thanh thế ủng hộ Tô Sán. Thần kinh à, đám người này bị áp lực học tập nặng nề làm điên cả rồi, định giúp mình hay hại mình đây? Biết thế không kể chuyện này cho rồi, thôi thôi, các cậu ở yên đó là tôi cảm ơn trời đất rồi, không cần lo cho tôi nữa. Lâm Lạc Nhiên lãnh đạm nói, muốn sống yên thì phải được tĩnh tâm chứ, nếu cậu có chuyện thì bọn này làm sao mà tĩnh tâm được. Đâu còn bao nhiêu thời gian mỹ hảo mọi người ở bên nhau thế này lại có ruồi nhặng tới phá đám. Lâm Chứ Vũ cười khẩy, chuyện này muốn xử lý cũng dễ, mẹ Đường Vũ thì chúng ta không làm gì được, nhưng có thể nhắm vào Chu Dung. Bà ta sở hữu chuỗi cửa hàng làm đẹp thi hoa đường phải không, làm cái nghề đó sợ nhất là tai tiếng, chỉ cần đầu tiên Phi Phi xin nghỉ ở nhà vài ngày. Sau đó chúng ta sẽ loan tin là bị dị ứng do dùng mỹ phẩm của thi hoa đường,
chắc chắn người thi hoa đường sẽ tới hỏi thăm Phi. Phi, tiếp đó Phi Phi lên tiếng khẳng định mình bị ốm không liên quan gì tới thi hoa đường, nhưng sau đó hủy thẻ VIP ở đó, chuyển sang cửa hàng làm đẹp khác. Chúng ta cứ đem đúng diễn biến chuyện này truyền đi, cứ để trí tưởng tượng của người nghe hoàn thành nốt phần hay ho nhất của nó. Kế hoạch về cơ bản là thế, cho tôi một ngày hoàn thiện, bịt hết mọi sơ hở cũng như phủi sạch sự liên quan của chúng ta, đảm bảo sau một tháng không còn khách nào tới thi hoa đường nữa. Tô Sán lùi lại một bước nhìn Lâm Chiếu Vũ, nghe cái tiếng âm hiểm của tên béo này từ lâu rồi. Nhưng nhìn hắn suốt ngày cười hì hì chạy theo sau nịnh bợ Lâm Lạc Nhiên vay tiền tiêu vặt, cứ nghĩ tưởng Minh Quân nghe đồn nói quá lên thôi, không ngờ là thật. Hay, Trang Hiền vỗ đùi đánh đét một cái, phía quân đội có anh em tiểu ngũ phụ trách, giới thương nghiệp giao cho Phi Phi. Đảng và chính phủ có tôi và Uy Uy lo, còn Chí Hiền nhà hắn là dòng dõi thư pháp lâu đời, có tiếng trong giới thí thức. Trong khi cả đám hưng phấn gieo hò hưởng ứng, Tô Sán thì toát mồ hôi hột, không biết từ khi nào mà có một đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập quanh mình. Chỉ vài câu đã rất có khả năng lật nhào một doanh nghiệp phải nhỏ rồi, nhưng Tô Sán không muốn dùng cách này trừ khi không còn cách nào khác. Vì kế hoạch tỉ mỉ thế nào cũng có sơ hở, Mục Tuyền có thể tìm ra được sơ hở đó, lúc đó hậu quả khó lường. Tan học tối, khi Tô Sán và Đường Vũ cùng rời trường học thấy trước cổng đỗ hai chiếc xe, chiếc BMW kép mận 9 là của Mục Tuyền, chiếc Ford xám là của Chu Dung. Chu Dung một thân áo lông sang trọng đắt tiền, Mục Tuyền thì vẫn vậy, quần âu xám, áo vách xám, bên trong là sơ mi dài tay màu trắng, cổ áo cài cao, tay cầm chiếc túi xách đen bóng. Khuôn mặt cực kỳ xuất chúng đó đang cúi xuống thì thầm nói gì đó với Chu Dung, mũi giày cao gót nhọn hoát nhịp nhẹ nhẹ xuống đất. Tô Sán và Đường Vũ vừa đi ra, đôi mắt sắc bén ngay tức thì bắt được bóng dáng hai người. Tô Sán hết sức kinh ngạc vì Mục Tuyền lại đích thân xuất hiện, bà tới đây muốn biểu lộ cái gì, là muốn khẳng định lời Chu Dung nói ngày hôm qua, hay là bị hành động của mình làm nổi giận. Cuối cùng không nhịn được muốn trở mặt, phát ra lời cảnh cáo chính thức. Nữ nhân này đã cố chấp tới mức độ không tưởng, có điều nếu như đối kháng là không thể tránh được, Tô Sán cũng không sợ nữa. Đây là vấn đề trước sau gì cũng phải đối diện. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357: Quan tâm tác loạn. Đường Vũ quay sang nhìn Tô Sán, mỉm cười với y, hai người cùng đi tới bên đó. "Mẹ." Đường Vũ vẫn như thường ngày, không thể hiện ra chút dao động tình cảm nào. Tô Sán lễ phép chào, "Cháu chào gì?" Không ai bảo ai, cả hai đều coi Chu Dung như không tồn tại. Chu Dung nhìn Tô Sán, không hiểu sao thiếu niên này khiến bà ta dễ cáu giận, mất bình tĩnh. Cậu ở đây làm cái gì? Tô Sán làm bộ mặt ngây ngô nhìn quanh, ngữ khí thì cực kỳ đáng ghét. Thật là lạ, đây là trường của tôi, sao nghe giọng của bà giống như tôi xông vào nhà bà thế? Đừng khua môi múa mép. Hôm nay tôi không muốn nhiều lời với cậu, sau này tôi sẽ tìm người lớn trong nhà cậu nói chuyện. Cái vòng tay phỉ thúy cậu đập vỡ giá 80.000 đồng đấy, nhà cậu giải quyết chuyện này ra sao đây? Tốt nhất cậu về nhà thành thật nói với cha mẹ đi, đây không phải chuyện che giấu được đâu, tôi đã hỏi người của tòa án, đây là hành vi phạm pháp. Nói thẳng cho cậu biết, đừng mơ tiếp tục đi học, lên đại học nữa. Tô Sán hoàn toàn không để lời nói của Chu Dung vào tai, với y mà nói thì bà ta chỉ đang mấp máy môi thôi. Nói ra cái gì không quan trọng, toàn bộ sự kiện này chỉ có một người đáng để y lo nghĩ là Mục Tuyền. Thái độ của Tô Sán không khác gì đổ dầu vào lửa. Chu Dung quay sang Mục Tuyền, "Tiểu Tuyền, em thấy thái độ của thằng bé này chưa? Chị không nói quá chứ hả? Có còn coi người lớn ra gì không? Dám xông vào nhà hàng Dân Sơn kéo người đi, không phải hành vi của bọn lưu manh thì là cái gì?" Mục Tuyền nhíu này, "Nhà hàng Dân Sơn?" Chu Dung biết mình lỡ lời, vội nói, "Là thế này, hôm qua Tiên Minh tới Nhị Thập Thất Trung giao lưu bóng rổ. Chị cũng tới gặp Đường Vũ, con bé đi Mỹ mấy tháng trời không gặp mà, nên chị mời nó đi ăn bữa cơm." Mục Tuyền lắc đầu, "Chị mời cháu nó ăn cơm là hợp lý, sao dẫn cháu nó tới nơi sang trọng như thế, Đường Vũ còn là học sinh. Buổi tối phải ôn tập nữa, ăn quán bên ngoài là được rồi, chị Chu, chị cũng thật là, lại còn vòng tay phỉ thúy gì nữa. Vợ chồng em xưa nay quản thúc Đường Vũ quá tùy ý rồi, cháu nó ở trường ăn uống thế nào cũng không hỏi tới, chị làm gì, không biết đã đành."
Thấy rồi sao để cho cháu nó ăn thứ dinh dưỡng không đầy đủ như thế, lên năm thứ ba học tập mệt mỏi, phải dùng đầu óc nhiều, dẫn cháu nó đi ăn một bữa cơm ngon thôi mà. Hơn nữa Đường Vũ được tiến cử đi học, không ôn tập tối có sao đâu, kết quả chẳng hiểu sao thằng nhãi này biết. Lại còn xông vào nhà hàng kéo Đường Vũ đi, đập vỡ cái vòng tay chị để trên bàn thị uy, đúng là hành vi của con nhà không có gia giáo. Mục Tuyền mặt như băng xương, chỉ nghe không tỏ chút thái độ nào. Đường Vũ lúc này lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, mẹ, hôm qua đi ăn cơm, dì Chu hỏi con muốn học trường nào. Dì ấy có thể an bài Tiên Minh học cùng trường với con, cho dù học ở nước ngoài cũng không sao. Dì Chu còn tặng con một món quà, không phải tất cả là do mẹ an bài hay sao? Chu Dung mặt tái đi, vội đưa mắt ra hiệu cho Đường Vũ, nhưng Đường Vũ không thèm để ý tới bà ta. Mục Tuyền quay sang Chu Dung, giọng nói không còn mang vẻ ôn hòa bình thường nữa. Chị Chu, rốt cuộc chị nói gì với Đường Vũ? Chu Dung hơi bối rối, Tiểu Tuyền, em không hiểu đầu đuôi. Mục Tuyền thở dài, không cần hỏi bà. Cũng đoán được 7-8 phần sự việc rồi, lãnh đạm hỏi, chị Chu, phải khẳng định thằng bé Lữ Tiên Minh này không tệ. Nhưng chị là người làm mẹ, thật không biết phải nói thế nào đây, đám nhỏ đang tuổi đi học, một số chuyện, chị còn quá khích hơn cả chúng nó. Chị chẳng qua là, Chu Dung mặt lúc trắng lúc đỏ, mặc dù Mục Tuyền đã nói uyển chuyển, giữ thể diện cho bà ta lắm rồi. Có điều với sự am hiểu của Chu Dung, hiện giờ trong lòng Mục Tuyền hết sức không vui, đặc biệt là Đường Vũ ở giai đoạn này, lúc phải bài trừ quấy nhiễu ở bên ngoài nhất. Đoán được 7-8 phần tâm thái của Mục Tuyền, trong lòng Chu Dung cũng uất nghẹn, bà ta nghĩ hay dở gì thì mình làm thế cũng vì Đường Vũ. Còn mình cần gì, con cô có người mẹ chồng như tôi, có ai không nói đó không phải là phúc phận. Trong lòng Chu Dung mâu thuẫn, có chút không hài lòng. Chuyện này bắt đầu từ tiệc sinh nhật của Đường Vũ. Sau khi Đường Vũ tỏ ý chống lại Mục Tuyền không muốn đi Mỹ, những người xung quanh không muốn Đường ra khó xử cáo từ đi trước. Chu Dung trên bữa tiệc nhìn ra Đường Vũ và Tô Sán có tình cảm đặc biệt. Bà ta biết Đường Vũ từ nhỏ, không bao giờ Đường Vũ chống lại mẹ mình không có nguyên nhân. Nên nán lại đứng ở chỗ kín đáo quan sát, quả nhiên nhìn thấy Đường Vũ và Tô Sán ôm nhau. Sau đó lại biết Tô Sán và Đường Vũ cùng nhau đi Mỹ nên hết sức nóng ruột. Lần đó hội diễn văn nghệ ở Tứ Trung, Chu Dung rủ Mục Tuyền cùng tới xem Lữ Tiên Minh biểu diễn trên sân khấu khi được MC phỏng vấn. Lữ Tiên Minh công khai bày tỏ tình cảm với Đường Vũ, Mục Tuyền ở dưới còn vỗ tay mỉm cười. Chu Dung nghĩ được Mục Tuyền bật đèn xanh cho rồi nên có chuyện hôm qua. Dù sao ở trước mặt Tô Sán và Đường Vũ, Mục Tuyền không nói thêm nữa, quay sang cười với Tô Sán. Trước khi gì tới, có phải mỗi ngày ôn tập tối xong cháu đều đưa Đường Vũ về không? Dưới bóng cây rậm rạp, các loại quán xá gần trường học rực sáng, bật đủ các loại đèn màu xanh đỏ thu hút học sinh, một vài quán còn bật bài hát đang thịnh hành, náo nhiệt hơn cả ban ngày. Học sinh tan học như muốn trút hết áp lực của một ngày học khô khan ngột ngạt, gọi nhau ý ới. Túm năm tụ ba đi vào quán xá, tiếng chào tạm biệt, tiếng nô đùa, tạo ra không khí đầy hơi thở cuộc sống. Vâng. Tô Sán gật đầu, Mục Tuyền nhoẻn miệng cười. Ừ, vậy mỗi lần gì không tới, hai đứa đi về nên chú ý an toàn nhé. Đường Vũ nhìn mẹ mình không chớp, đôi mắt vốn không có biểu cảm thêm vài phần sao động. Chu Dung thì không dám tin vào điều mình vừa nghe. Hiện giờ là cảm giác gì đây? Với Tô Sán mà nói giống như Kinh Kha chuẩn bị liều mình sang sông dịch hành thích Tần Thủy Hoàng, sẵn sàng tâm thái đón đợi xung đột chính diện với Mục Tuyền. Đột ngột bị một chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân của Mục Tuyền làm chuyển hướng, giống như nắm đấm siết lại, chưa kịp xuất kích đã bị hóa giải vô hình, hẫng, mất phương hướng. Vốn còn tưởng rằng hành động của Chu Dung là do Mục Tuyền suối bẩy đằng sau, nhưng thế này xem ra thì mình quá đa nghi rồi, có vẻ người luôn đề phòng là mình chứ không phải là Mục Tuyền đề phòng mình. Kết hợp mọi chuyện trước sau mà nghĩ, Đường Vũ chỉ có một học kỳ là tốt nghiệp, cuộc đời học sinh sẽ kết thúc ở đó. Mà điều Mục Tuyền luôn lo lắng là tuổi trẻ sốc nổi chẳng qua là tuyên ngôn ngây thơ chưa thấu hiểu uy lực của thời gian và vận mệnh thôi, cuối cùng sẽ bị chôn vùi trong cuộc sống. Cho tới nay Mục Tuyền luôn tránh chính diện va chạm với con gái, chỉ muốn gián tiếp giảm bớt ảnh hưởng hiện thực này lên con gái mình, sao có thể dùng thủ đoạn âm hiểm như thế với con gái. Mà với một vị cục trưởng bận rộn như Mục Tuyền, sao có tinh lực phân tâm làm mấy chuyện này? Là tự mình hại mình, đầu óc quá xấu xa, suy diễn quá nhiều, quá mẫn cảm, quá quan tâm tới Đường Vũ mà sinh loạn. Tô Sán vừa hổ thẹn vừa vui mừng,
Mẹ vợ tương lai của mình không phải nữ nhân điên cuồng như trong lòng mình suy nghĩ, mà là nữ nhân có trí tuệ lớn. Sự lạnh lùng của bà có lẽ giống Đường Vũ, dùng bề ngoài che giấu điều ẩn sâu trong lòng, không dễ làm người ta nhận ra. Chương 358: Thế giới của Mục Tuyền 1. Chu Dung ngờ đâu được tình thế chuyển biến đột ngột như vậy, chuyện ngày hôm qua là cả kế hoạch do bà ta chuẩn bị kỹ lưỡng cả tháng trời. Một cô con dâu như Đường, bà ta không muốn rơi vào tay người khác. Học sinh giai đoạn mơ mộng này quá nhiều thứ dụ dỗ, ví như thằng nhãi Tô Sán kia. Bà ta quyết định tận dụng nguồn lực trong tay, đưa con trai mình và Đường Vũ ra nước ngoài. Ở nước ngoài hai đứa du học sinh nương tựa vào nhau, chiếu cố cho nhau, cho dù trước đó Đường Vũ không có tình cảm với con mình. Lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm, dưới sự chủ đạo của mình, tương lai tiếp nhận sản nghiệp của mình, cô con dâu hoàn mỹ sẽ trở về một cách hoa lệ. Bà ta yêu thương con trai của mình một cách quá đáng, cũng nhận ra điểm yếu của con trai mình. Không đủ mạnh mẽ quyết đoán, Đường Vũ lý trí mạnh mẽ mà quy củ gia giáo, sẽ là sự bổ sung cực kỳ hoàn hảo cho con mình. Chu Dung cũng là nữ nhân dục vọng chiếm hữu rất mạnh, hơn nữa thần kinh quá mẫn cảm, đối với phần tử khó lường đều mang tâm thái cực kỳ bài xích, vì như cô gái sau này con trai mình mang về nhà. Bà ta là một người mẹ chồng tốt, cũng là một người mẹ chồng cực kỳ xảo quyệt, bà ta khó mà tiếp nhận được cô gái mà mình không thừa nhận. Không cho cô gái xa lạ hưởng thụ tài phú của gia đình, chia sẻ con trai của bà ta. Bà ta có cơ hội nắm lấy tương lai, tránh điều khó tiếp nhận ấy là Lữ Tiên Minh thích Đường Vũ, mà bà ta quan sát Đường Vũ trưởng thành từ nhỏ tới lớn. Cô bé này càng lớn càng khiến người ta yêu thích, với điều kiện bà ta và sự ưu tú của con trai mình, Chu Dung cũng không gấp gì. Không ngờ Tô Sán xuất hiện, khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, thế nên bà ta cấp thiết muốn tác động xúc tiến việc này. Chu Dung vốn nghĩ chỉ cần mình thuyết phục được Đường Vũ, mà với bà ta là chuyện hiển nhiên, thì Mục Tuyền cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng đúng như bà ta nói, bà ta nghĩ mình đánh giá cao Đường Vũ rồi. Song không ngờ là đánh giá thấp cô, không thuyết phục được Đường Vũ mà còn khiến Đường Vũ phản cảm. Không biết gì về Tô Sán là sai lầm thứ hai của Chu Dung. Bà ta không hề biết vì Mục Tuyền từng một lần can thiệp vào khiến Đường Vũ và Tô Sán mẫn cảm và quá khích. Hôm nay Mục Tuyền vừa mới đi công tác xa về muốn tới đây đón con gái, bà ta đi theo muốn thăm dò suy nghĩ của Đường Vũ sau ngày hôm qua. Không ngờ Tô Sán cũng có mặt làm bà ta mất bình tĩnh, chuyện lần nữa vượt tầm khống chế. Hiện nghe, Mục Tuyền cho phép Tô Sán và Đường Vũ đi học về với nhau, Chu Dung quính quáng, chuyện này sao được? Hay là để chị đón cháu nó cho, dù sao vẫn là hai đứa bé, chị An bây giờ lại kém như vậy, không an toàn. Mục Tuyền lắc đầu, trẻ con rồi cũng sẽ lớn, phải để chúng tự đối diện với một vài vấn đề, có gì không an toàn. Chị cũng nên thả lỏng Tiên Minh một chút đi. Một chàng trai lớn như vậy, chuyện gì cũng cần mẹ mình xử lý hộ, như thế sau này làm sao trưởng thành được. Chu Dung đang nghĩ xem Mục Tuyền nói trẻ con rồi cũng sẽ lớn, phải để chúng tự đối diện với một vài vấn đề, rốt cuộc mang hàm ý gì thì Mục Tuyền lại nói với Tô Sán. Dì Chu đôi khi nói chuyện nặng lời một chút, có điều là chỉ ác miệng, còn lòng dạ rất tốt, khi nổi giận thì bất chấp tất cả, nguôi giận rồi thì không nhớ gì nữa đâu, cháu đừng để trong lòng. Tô Sán cũng như Chu Dung, hoàn toàn chưa tiêu hóa hết những lời Mục Tuyền nói là tại cháu khi đó quá kích động làm chuyện ngốc nghếch. Cháu còn trẻ, có kích động mới là chuyện bình thường, nếu không như thế, thực sự làm người ta hoài nghi cháu có phải là đứa trẻ bình thường hay không. Khóe môi Mục Tuyền hơi cong lên, Tô Sán giật mình, chẳng lẽ chính vì trước kia mình cố sức biểu hiện. Thế nên trong mắt Mục Tuyền mới thành đứa trẻ không bình thường, khiến Mục Tuyền đề phòng, mà y đúng là đứa trẻ không bình thường. Ẩn sau khuôn mặt non nớt kia là linh hồn ông chú bỉ ổi gần 30 tuổi, cho nên nhiều lúc không kiềm chế được đưa ánh mắt quét lên đường cong uốn lượn của Mục Tuyền. Dì ấy nhận ra sao? Dì ấy biết mình nhìn trộm sao? Tô Sán toát hết mồ hôi lạnh, chắc chắn là phát hiện, Mục Tuyền tinh minh như vậy làm sao không nhận ra, mình tàn đời rồi. Nhưng nếu nhận ra rồi sao có thể dễ dãi với mình như thế, Tô Sán hết trải qua hoảng loạn này rơi vào sự rối rắm khác. Tô Sán giàm chỉ tay lên trời thề, y hoàn toàn không có suy nghĩ xấu xa gì cả, hoàn toàn là hành động bản năng. Nhìn Tô Sán đứng như trời trồng, mặt tái đi, Mục Tuyền tủm tỉm cười nhẹ, đưa tay ra, bàn tay mát lạnh vuốt gò má láng mịn của Đường Vũ, Tiểu Vũ, đi thôi, theo mẹ về nhà. Từ khi Đường Vũ từ Hạ Hải tới Dung Thành,
tính cách càng thêm trầm lắng cô độc, quan hệ hai mẹ con có phần xa cách. Mục Tuyền đã lâu lắm rồi không gọi con gái bằng giọng dịu dàng thân thiết như thế, đôi khi giao lưu với con gái cũng phải cố hết sức. Áp lực công việc làm Mục Tuyền không phân tâm ra nghiền ngẫm nhiều thứ, may mà Đường Vũ chưa bao giờ khiến bà lo lắng thất vọng, con bé luôn ưu tú như vậy. Thời khắc này nói ra câu ấy, Mục Tuyền thấy như quay về Hạ Hải trước kia, quay về cái con phố xưa cũ, khi đó bà còn chưa vây quanh bởi bức tường cao chưa vật lộn với đấu tranh. Bà tới nhà trẻ đón con, lúc đó có một cô bé bụ bẫm xinh đẹp như thiên thần nhỏ dang hai cánh tay mũm mĩm, giọng non nớt gọi mẹ, mẹ. Mục Tuyền nắm bàn tay nhỏ xinh trắng hồng ấy, nói một câu mẹ đưa con về nhà. Khi ấy Đường Vũ là toàn bộ thế giới của bà. Đi tới chỗ hai chiếc xe đỗ bên đường, Đường Vũ vào xe trước, Chu Dung kéo tay Đường Vũ nói nhỏ, Tiểu Tuyền, hiện giờ bọn trẻ đều trưởng thành sớm, em bảo chị đừng can dự vào, sao lại cho Tô Sán và Đường Vũ đi lại gần gũi như thế. Em cũng biết tuổi chúng nó rất dễ phạm sai lầm cơ mà. Mục Tuyền cười, không sao, vì em tin vào con gái mình, đây là nửa học kỳ cuối cùng, để chúng nó không gian tự do đi, thời gian này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được mà. Là ý gì? Chỉ là nói cuộc đời học sinh kết thúc, hay là Mục Tuyền đã có cách xử lý quan hệ Tô Sán và Đường Vũ? Đến Chu Dung cũng không hiểu Mục Tuyền nữa. Cửa mở ra, Đường Vũ thay dép, xách cặp trở về phòng của mình, khi đi qua phòng khách, nhìn lên bàn. Hình như vị trí một số thứ đã bị thay đổi, không giống như lúc sáng mình đi học. Đường Vũ có đầu óc quan sát tinh tế, trí nhớ cũng rất tốt. Vậy là cha về rồi, Đường Vũ đã quá quen cha mình đi về thất thường không có lịch cụ thể, không để ý lắm, tiếp tục đi về phòng. Ông Đường tắm rửa xong, tới phòng Đường Vũ trò chuyện một lúc, sau đó đi ra phòng khách, Mục Tuyền đang ngồi nghiêng trên ghế sofa xem TV. Bà cũng vừa mới tắm rửa xong đã thay váy ngủ hồng đào, mái tóc ươn ướt xõa xuống ở hai bên má, không biết chiếc váy đó làm bằng chất liệu gì. Có thể là bằng tơ thật kết hợp với thứ khác, chỉ biết nó mềm nhẹ dán lên đường cong gợi cảm, làn da tươi trẻ trắng hồng, toàn thân tỏa ra phong tình thành thục mê người. Kết hợp với dáng vẻ mỹ nữ ngái ngủ đó có sức sát thương chí mạng, nhìn Mục Tuyền tuyệt đối không ai dám tin bà có cô con gái 18 tuổi. Không biết có phải vì đã quen với người vợ tuyệt sắc của mình rồi không, ông Đường ngồi xuống ghế sofa lại chú ý tới thứ khác. Lấy một tờ báo nằm phía dưới chồng báo để ở bàn nhỏ gần sofa, chỉ một bức ảnh hỏi, chuyện này là sao? Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, Thế giới của Mục Tuyền, 2. Tờ báo ông Đường cầm trên tay có đăng bài Tô Sán vừa mới tới Mỹ đã bị bắt đưa lên phòng hiệu trưởng do phóng viên trường học chụp được. Một tờ là Tô Sán đứng trên giảng đường, đối diện với lãnh đạo trường Exeter diễn giảng. Có rất nhiều báo, tạp chí, cả của Mỹ lẫn báo Liên Hợp Quốc tờ Dung Thành, đều đặt lên bàn, tất cả do Đường Vũ thu thập. Có vẻ vô tình đặt phía dưới cái bàn kính, những tờ báo này có một điểm chung, đều cho đăng tin về một chàng trai. Mục Tuyền không biết nên tức giận hay nên buồn cười nữa, liếc qua tờ báo một cái, giọng hơi hậm hực. Anh đi mà hỏi đứa con gái bảo bối của anh ấy, bây giờ chỉ biết nghĩ bên ngoài, đang thị uy với chúng ta đấy. Ông Đường vừa mới về, nên chưa đọc, ngồi xuống lật báo xem, ngạc nhiên bật cười, ồ, chú nhóc này thú vị thật. Mục Tuyền khẽ cười, ở trong nhà bà thể hiện nụ cười thực sự hiếm thấy, cái gì mà thú vị chứ, nói chính xác thì là đứa ưa gây chuyện. Ông Đường cười ha hả, nhìn về phía phòng ngủ của con gái, cửa phòng mở, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ cần hai vợ chồng họ không cố ý hạ thấp giọng xuống, nói gì Đường Vũ cũng nghe thấy. Mục Tuyền lại nói, đây là điển hình báo tin vui không báo tin buồn, những biểu hiện nổi bật ở trong trường đều có hết ở đây, chuyện này chỉ nó lên thằng bé đó rất nỗ lực thôi. Em lại còn không biết hai đứa chúng nó làm gì bên đó à, con bé này, thật là nuôi phí công mà. Theo anh thấy, con gái chúng ta giống hệt em, từ tính cách, suy nghĩ. Nói tới đó, ông Đường áp giọng xuống, ghé sát vào tai vợ, dài giọng ra, ở Thượng Hải, anh đã khảo sát thằng bé đó rồi, xử thế vững vàng, chín chắn. Giống anh năm xưa, nếu không con gái chúng ta sao bảo vệ nó như vậy được. Cũng giống em năm xưa, Mục Tuyền lườm chồng một cái đầy quyến rũ, đánh tay ông ta, không đứng đắn. Ông Đường rụt bàn tay lại, mặt có chút vô lại, ở trước mặt người khác làm ra vẻ trang trọng,
trước mặt chồng lả lơi. Đó là bí quyết vợ chồng ân ái lâu dài, chỉ có thiên tài mới làm được, nữ nhân như thế không nhiều. Với những nữ nhân không đủ tài sắc, sẽ cảm thấy vợ chồng ân ái là câu đố không lời giải, từ mặt này mà nói, vợ anh là một thiên tài. Mục Tuyền cố đẩy ra, cuối cùng vẫn bất lực bị chồng ôm vào trong lòng, nhưng lòng bà lúc này có hứng thú với chuyện gì khác, con người thời buổi này không còn giống chúng ta trước kia nữa rồi. Cũng không ai so được với anh, khi đó chúng ta không dựa vào cha mẹ, nỗ lực phấn đấu, con người đơn thuần, không có gì cả, nhưng sớm tối bên nhau rất hạnh phúc. Có điều xã hội thời buổi này đâu còn được đơn giản như vậy nữa, địa vị, công danh, tiền bạc, ảnh hưởng. Đại biểu của người thành công là giá trị bản thân lớn hay nhỏ. Người trẻ tuổi bây giờ ngày càng nông nổi phù phiếm toan tính, giá trị quan bây giờ đâu có còn giống thời anh mỗi sáng ra ngoài xếp hàng mua bánh bao sữa bò về cho tiểu vũ. Ông Đường đặt tay leo eo vợ vuốt ve, vòng eo vẫn còn rất thon gọn không kém gì thời thiếu nữ, đúng, đúng. Khi đó em là thiên kim đại tiểu thư đâu cần mưu tính gì ở anh. Theo anh tới Hạ Hải Lạc Hậu ở liền mười mấy năm, sinh cho anh một cô con gái xinh đẹp như thiên sứ. Mục Tuyền như tự nói một mình, bọn trẻ bây giờ có được nhiều thứ quá dễ dàng nên không biết quý trọng, như thiên kim bảo bối của trưởng phòng nhân sự tỉnh bọn em đó. Con trai cán bộ quân khu tốt như vậy, chàng trai ấy biết làm cơm, biết lo việc nhà, trong nhà cũng thích con dâu tương lai. Kết quả sống chung 3 năm, đôi tiểu tình lữ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà chia tay, chưa được mấy tháng đã gả cho người khác, anh chồng mới tham ăn lười làm. Cả con người có chút giá trị là trong nhà có chút tiền thôi, hoàn toàn không so được với chàng trai trước, nghe đâu lại quay về với nhau, bọn nhóc ấy nghĩ cái gì vậy? Ví dụ như vậy quá nhiều, suy nghĩ của đám trẻ bây giờ so với chúng ta đã sinh ra khoảng cách không vượt qua được. Không thể so sánh với chúng ta năm xưa, không thể lấy tiêu chuẩn cũ đánh giá. Bởi thế em mới càng thêm thận trọng. Chuyện của Tiểu Vũ và Tô Sán, em cũng không phải nhất định là chia tách chúng nó, chỉ vì hai đứa nó hiện giờ cái gì cũng không có. Chỉ mới 18 tuổi thôi, toàn ảo tưởng mơ mộng, hiện giờ chưa nói tới tình cảm vội, tương lai có vô vàn biến cố chưa dám chắc. Em chỉ muốn con mình học được cách từ bỏ, như thế đối diện với biến cố tương lai sẽ đỡ tổn thương hơn, không phải nhắm vào Tô Sán. Tốt nghiệp cao trung rồi, hai đứa nó không phải là cá trong cùng dòng sông nữa, cho dù có tụ lại ở cùng một con sông cũng chưa chắc theo cùng ra biển, ở biển còn phân biển sâu và phù du. Chúng nó rồi sẽ hiểu hôn nhân và yêu đương là hai chuyện khác nhau, không thể tính làm một. Kinh tế, sinh hoạt, rồi khác biệt về văn hóa tư tưởng hai bên, khác biệt về bối cảnh gia đình, khác biệt về nơi công tác, bao nhiêu nhân tố xen vào, đâu như cái thời đơn thuần của chúng ta. Anh nói xem, dù hiện giờ em tỏ thái độ có thiện cảm với thằng bé đó, cho hai đứa nó phát triển thì cũng có ý nghĩa gì hay không? Hiện giờ với chúng nghĩ mọi thứ tồn tại tới khi sông cạn đá mòn, cái gì cũng lung linh đẹp đẽ, tiêu tiền của cha mẹ không cần phải nghĩ tới tương lai bao xa. Đẹp thì đẹp nhưng không nên lạc lối trong đó, rồi thức tỉnh ở hiện thực sẽ không chịu nổi đả kích. Mục Tuyền nói một hơi dài, thấy chồng không có phản ứng gì, nhìn lại mới phát hiện ra chồng mình ngủ khì từ bao giờ. Hậm hực đẩy tấm thân to béo của ông ta ra bỏ về phòng. Ông Đường cười hì hì đi theo, ông ta quá hiểu vợ mình, Mục Tuyền đã nhận định chuyện gì đúng là sẽ làm. Không cần giải thích trình bày với ai, kết cả ông ta, hôm nay nói nhiều như thế chỉ là dối lòng thôi, không thể coi hoàn toàn là thật. Lữ Tiên Minh tới nhị thập thất trung uổng công trở về, khiến đám nữ sinh từ trung thời gian trước liên tục tới nhị thập thân trung cũng sau thời gian quá khích quay lại bình tĩnh. Nói chung thì đó chẳng qua là một phản ứng nóng nảy do áp lực học tập năm thứ ba đem lại mà. Thôi, đám học sinh năm thứ ba bắt đầu đơn thuần mỗi ngày chỉ biết tới đến trường rồi về nhà rồi đến trường, đợi cái tháng 7 mà vô số học sinh cao trung Trung Quốc sợ hãi tới như thế núi lở. Bên ngoài nhị thập thất trung có một cái quán mì nho nhỏ, lúc này hoàn toàn bị nhóm Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán, Đường Vũ, Trương Hiền, Trương Phi Phi chiếm cứ. Trương Phi Phi bê một bát thịt bò cay ngẩng đầu lên, bị cay tới sưng cả môi, trông vô cùng gợi cảm, mà cô gái này vốn đã rất gợi cảm rồi. Tôi quyết định thi vào trường nghệ thuật thể dục, biết sao được, ở trường chúng ta, thành tích văn hóa muốn tiến thêm một hạng lúc này chẳng khác gì lấy mạng người ta. Đám người xếp hạng trước tôi đâu có kẻ nào ăn chay đâu, làm sao mà so được với bọn họ. Bắt đầu từ khi lên năm thứ ba, cơ bản tôi sống trong phòng vẽ rồi, các cậu chưa biết phải không? Lớp tôi có gần 1/3 học sinh nghệ thuật toàn trường đấy.
Nói tóm lại là tôi định báo danh vào Đại học Mỹ thuật thuộc Đại học Dung Thành. Thật là ghen tị với Đường Vũ. Thích trường nào là vào trường đó. Người ta còn tranh nhau nữa. Đến cao khảo cũng không cần nữa. Trương Phi Phi than phiền. Mặc dù nhà cô có rất nhiều con đường để vào được trường tốt, nhưng không thể quá mức. Không vào được trường tốt nhất thì phải vào trường mình thích. Ít nhiều cô nàng này cũng có vốn liếng của mình, không muốn dựa cả vào gia đình. Đây là chủ đề bàn tán sôi nổi của học sinh năm thứ ba bây giờ. Bọn họ đã tới thời gian phải điền nguyện vọng chọn trường rồi. Hoa tốt quá rồi, mình cũng định vào Đại học Dung Thành này, đuổi được Trương Hiền đi chỗ khác là chúng ta thành một đôi. Trang Chí Vũ cười hì hì, cái gốc của nhà hắn ở Dung Thành, mặc dù cha mẹ hắn muốn hắn còn trẻ đi xa một chút. Một phương diện là để rèn luyện, mở rộng đầu óc, đương nhiên cũng có tâm thái nhìn hắn thấy phiền rồi muốn đá khỏi nhà. Có điều Trang Chí Vũ là chàng trai con nhà giàu thích hưởng thụ quen rồi, không có hoài bão to lớn gì cho cam. Được vào Đại học Dung Thành so với rất nhiều học sinh cao trung bình thường mà nói cũng là chuyện đáng nể. Tôi nhìn cái bản mặt cậu 5 năm rồi, không muốn nhìn thêm nữa, đừng có trườn ra làm phiền tôi nữa. Trương Phi Phi bĩu môi với Trang Chí Vũ, lại khoe, cho mọi người biết một tin vui, tôi đã lấy được chứng chỉ chuyên nghiệp của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc rồi. Lâm Chí Vũ hả một tiếng, chính là cái hồi tháng 2 chạy tới Hàng Châu thi đấy hả? Tâm tình Trương Phi Phi rất tốt, gật đầu tự đắc nói, đứng top 10 toàn quốc đấy, lợi hại không? Một giáo viên hướng dẫn ở Học viện Mỹ thuật nhín chúng tôi, chính miệng nói nếu nửa năm sau tôi tới, ông ấy đích thân dạy tôi học vẽ. Trang Chí Vũ dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn từ đôi chân dài miên man tới đồi ngực mơn mởn của Trương Phi Phi sau chiếc áo đen hai dây rộng cổ. Liếm môi nói, nhìn chúng chỗ nào vậy, ông ta là giáo viên quái gì, có mà lưu manh thì có. Trương Phi Phi không thèm để ý tới ánh mắt Trang Chí Vũ quét tới quét lui trên ngực mình, đừng có mà nói ba lăng nhăng. Có biết tên tuổi ông ấy không? Là Trang Dần, đúng thật là, cùng họ với nhau, sao nhân phẩm lại chênh lệch xa như vậy? Đề thi mỹ thuật quốc gia là do một học sinh của ông ấy ra đấy, được ông ấy dạy bảo là ao ước của không biết bao nhiêu người. Chuyện này xử lý xong làm tôi mất ngủ vài ngày, thời gian tới còn bay tới Hàng Châu lo vài chuyện, mọi người khỏi lo nhé. Rõ ràng là trần trụi khoe khoang, ai thèm lo chứ, không nói ra có mất tích cả tuần không ai thèm hỏi đâu. Trang Chi Vũ phản kích, nhớ cái mặt đấy nhé, tới khi đó chị đây thành mỹ nữ họa sĩ nổi danh toàn quốc thì đừng có mặt dày sán đến xin được làm trai bao nhé. Mọi người không nói hứng thú nhìn Trương Phi Phi và Trang Chi Vũ đấu khẩu với nhau, thời khắc này bất kỳ cái gì cũng đẹp cũng đáng lưu luyến, kể cả là bạn bè cãi vã với nhau. Chương 360, bị từ chối rồi. Ăn mì xong cả đám đông hơn chục người kéo nhau rời cửa hiệu nhỏ, trông rất là có khí thế, làm học sinh đi qua vội vàng né tránh. Chẳng trách được, cái vòng tròn bọn họ toàn nhân vật cộm cán cả, học sinh bình thường luôn kính nhi viễn chi. Trương Phi Phi kéo tay Đường Vũ thì thầm gì đó, gần đây hai bọn họ liên tục bị Trương Phi Phi quấy nhiễu tách nhau ra. Khác với Lâm Lạc Nhiên chỉ có thể làm bạn chơi cùng, ở cạnh Đường Vũ nội tâm tinh tế, làm Trương Phi Phi thấy cực kỳ thân thiết có thể chia sẻ nhiều tâm sự. Chỉ tiếc rằng tới thời gian cuối cùng mới phát hiện ra cô bạn này, kết quả thời gian đã chẳng còn bao nhiêu nữa. Giống như rất nhiều học sinh năm thứ ba khác. Đối với Đường Vũ mà nói, được tiến cử hay không chẳng có gì khác nhau, cô vẫn mỗi ngày nhận bài tập giáo viên bố trí hoàn thành đầy đủ. Ngoan ngoãn tham gia lớp học buổi tối, làm bài kiểm tra với sự chú tâm cao nhất, có điều gần mực thì đen, bị ảnh hưởng bởi kẻ nào đó. Đường Vũ chỉ chọn những đề có tình thử thách để làm thôi, còn kiểm tra thuộc lòng hay là kiến thức cơ bản cô đều bỏ qua. Cho dù là thế cũng khiến giáo viên khen không ngớt miệng, chủ nhiệm lớp số 13 xem Đường Vũ là học sinh kiểu mẫu, các em xem Đường Vũ, bạn ấy được Thanh Hoa Bắc Đại chấm rồi. Nhưng mỗi ngày vẫn cứ chăm chỉ làm bài nghe giảng, các em phải nhìn vào bạn ấy mà học tập, ở thời khắc trọng yếu này càng không thể buông lỏng bản thân, phải cảnh giác cao độ. Thường mà nói những lời này ở trên lớp chẳng gây ra được chút gợn sóng nào, đừng cho rằng loại cổ vũ này làm người ta hối cải thay hồn đổi xác, dốc sức phấn đấu. Vì lên năm thứ ba đã hình thành thói quen rồi, tốt xấu hay dở đã định hình, cho dù thình lình xuất hiện một con ngựa ô cũng cực hiếm, lại không thuộc phạm trù nhân loại bình thường. Nhưng ít nhất có thể khiến cho học sinh top 10 ấm ức không phục, Đường Vũ đi Mỹ 3 tháng, bài vở tụt hậu, sao trở về vẫn cường hãn như thế, thành tích không tụt xuống chút nào, không,
Lý nào chúng tôi mỗi ngày liều sống liều chết ôn tập lại không theo kịp. Cho dù ngưỡng mộ cũng được, ghen tị cũng được, căm ghét cũng được, Đường Vũ mỗi ngày trừ gặp Tô Sán và nhóm bạn của y thì ở lớp nghiêm túc nghe giảng, chuẩn bị bài vở, thi thoảng hơi ngây người nở nụ cười bâng quơ, làm không ít nam sinh vô tình nhìn thấy bay mất nửa phần hồn. Trương Phi Phi tới phòng vẽ, Lâm Lạc Nhiên gần đây phát hiện một số môn học có điểm yếu cần bù đắp, đám Vương Uy Uy cùng về lớp ôn tập thêm. Tô Sán không biết làm sao mà lại bị gọi lên phòng giáo viên rồi, nên Đường Vũ về lớp luôn, làm những kẻ ở sân bóng chờ đợi bóng hình xinh đẹp của Đường Vũ xuất hiện phải thất vọng. Rời phòng tuyển sinh của trường, tâm trạng Tô Sán rất không tốt, về nhà thấy mẹ đang xem tiết mục dạy làm món ăn trên TV. Hiện giờ chuỗi cửa hiệu văn phòng phẩm của Tằng Kha đã mở khắp trường cao đẳng đại học ở Dung Thành, là đại lý cấp 1 của Thục Sơn. Là một trong ba nhà đại lý lớn nhất của Thục Sơn, có 15 chi nhánh, tài sản cố định 5 triệu, thuê 75 công nhân, đã có quy mô sơ bộ. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là bây giờ có 75 người gọi Tằng Kha là giám đốc Tằng. Quản lý được Tô Sán trợ giúp quy chuẩn, nhập hàng cũng là từ Thục Sơn của con trai, đương nhiên giám đốc Tằng rất nhẹ nhõm, có nhiều thời gian hơn để cằn nhằn con trai mình. Học hết cao trung rồi là muốn ra ngoài học, bọn nhỏ bây giờ chỉ muốn đi, ở nhà chê chán, rồi sau này ra ngoài mới biết khổ ra sao. Một bên thúc giục chồng con nhiệt tình cho những món ăn đủ phong cách khác nhau vào bụng. Con trai về rồi à? Tô Lý Thành mừng ra mặt, vợ ông xem ra hôm nay lại định làm món ăn gì mới rồi. May mà thứ bảy Tô Sán không ôn tập tối, cả nhà quây quần ăn cơm. Vật liệu làm món ăn mới được Tằng Kha chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi Tô Sán về là chế biến cho nóng hổi. Vừa đeo tạp dề vừa gọi chồng, lão Tô, anh muốn làm món gì thì nhanh lên, con trai đói rồi. Tô Lý Thành bỏ báo trong tay xuống, xắn tay áo sơ mi lên đi vào bếp, để cha làm cá sốt cho, cơm nước ở trường chắc chẳng ra làm sao hả, cha làm ngay đây, 40 phút nữa là ăn cơm. Tằng Kha bê đĩa hoa quả ra, gọt táo đỏ phú sĩ cho Tô Sán ăn. Nhìn vỏ táo mỏng liền thành một vòng là biết công lực của Tằng Kha gần đây tăng tiến nhiều, ở trường học có cô bé nào thích con hả? Tô Sán đang nuốt dở miếng táo ho khù khù, tay cầm quả táo bị ngoạm lõm một miếng lớn ngạc nhiên nhìn mẹ. Gần đây mẹ trò chuyện với mẹ đám Ngô Thì Nhuế, nghe nói ở trường con được hoan nghênh lắm đúng không? Hai mắt Tằng Kha híp lại, cười rất chi là gian, vậy cô bé hồi trước đi sinh nhật người ta thì thế nào rồi? Chuyển nhà tới được một năm rồi, tình thế đã khác hoàn toàn lúc mới tới đây, Tô Lý Thành làm phó tổng giám đốc, nếu so đơn vị hành chính thì đã là cấp chính sử. Tằng Kha cũng được coi như là bà chủ lớn. Rồi, biến thành nhân vật người ta rất muốn kết giao. Ở loại chuyện này mà nói Tô Sán chẳng hơn gì chàng trai mới lớn, nói chuyện với cha mẹ cảm thấy rất ngại ngùng, quay mặt đi, mẹ toàn thích mấy nghe chuyện đồn thổi đâu đâu, con còn là học sinh mà. Nói mà không biết nghĩ mình tán tỉnh Đường Vũ thì tâm trạng cha mẹ người ta ra sao. Được rồi, mẹ biết con lớn rồi, tự có chừng mực, mẹ không hỏi tới nữa, ăn một quả lót dạ thôi, dành bụng mà ăn cá sốt đậu mà cha con làm. Hôm nay cha con biểu hiện không tệ, chuyện xã giao bên ngoài đều từ chối hết, con đang dùng đầu óc nhiều, ăn cá cho thông minh, bổ sung dinh dưỡng. Tránh phải nghe mẹ mình lải nhải, Tô Sán cũng buộc tạp dề, chạy vào bếp phụ cha. Cơm canh nóng hổi được dọn ra, Tô Sán gắp miếng cá lớn đẫm nước sốt ngon lành, vừa ăn vừa nói, cha mẹ, còn một chuyện mà con quên, hôm nay trường học thông báo, đã có tin tức thẩm tra tiến cử. Đại học Thượng Hải thông qua thẩm tra tư cách, bước tiếp theo là thi viết và phỏng vấn lựa chọn, địa điểm là ban tuyển sinh của Đại học Thượng Hải, do chuyên gia của bọn họ tiến hành. Tằng Kha tay run lên rơi miếng cá, Tô Lý Thành mừng rỡ, con được thông qua rồi. Dạ, Tô Sán chỉ ậm ừ, không muốn nói nhiều về chuyện này. Hôm nay đã có tin tức thẩm hạnh tiến cử của Tô Sán và Đường Vũ, với thành tích của Tô Sán còn chưa đủ để được vào Thanh Hoa Bắc Đại, có điều Đại học Thượng Hải đã chấp nhận. Trong xếp hạng các trường đại học hàng hiệu toàn quốc năm 2000, Đại học Thượng Hải xếp thứ 5. Trong đó, triết học kinh tế thuộc khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật thuộc khoa học tự nhiên là thương hiệu khá có tiếng trong nước. Hiện có hơn 3.000 tiến sĩ, 1.000 thạc sĩ, sinh viên bình thường chừng 20.000, có 50 ngành học thuộc trọng điểm quốc gia. Đại học Thượng Hải nằm ở phương Nam, cùng với kinh tế tự do quật khởi, mặc dù thực lực tổng hợp không bằng Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng tiền đồ tương lai là không thể đo lường. Bắc Đại, Thanh Hoa, Nam Kinh, Vũ Hán, Phục Đán. Có điều Tô Sán sau khi biết Thanh Hoa Bắc Đại không chấp nhận mình,
y thực sự kích động muốn xé toạc giấy tiến cử, cùng lắm thì tham gia cao khảo dựa vào thực lực vượt qua Long Môn. Nhưng lý trí cho Tô Sán biết chuyện này không thể, thời gian giao lưu trải nghiệm ở Đại học Exeter làm bài vở của y ở trường xuất hiện nhiều lỗ hổng. Muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, bình tâm mà luận thì không nắm chắc cho lắm, còn với thành tích yêu nghiệt của Đường Vũ, Thanh Hoa Bắc Đại đều dang rộng tay chào đón. Mặc dù Tô Sán không biết đời sau Đường Vũ học trường nào, có điều với xu thế hiện tại mà xét, cô tất nhiên sẽ đi con đường này. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.